đóng quần gối lên trên đây này, họ cứ hàng số có ra bán nó tới đâu thì được lấy ra một đúng cái hàng đúng không cho là nó được em phối vô là được rồi đó. Rồi sạn cái ống này nó ra đi đã, tụi nó hơi nhiều mà đã sạn sẵn đâu nó bán rồi là một đồ không. Vải áo phía mặt còn nhanh nhanh. Trước tiên đó là người ta lấy một cái áo của khách hàng cần thử trước cho cái nhỏ thôi. Đến bây giờ mình sẽ phải bán như vậy cho từ giờ đến 5 giờ chiều thì không có những áo không luôn ạ. Mỗi một màu đem một cái lên đây thì chỉ có 4 cân. Một mẫu một áo, một mẫu một áo tất cả. Ngày này rồi đến mai luôn. Rồi bắt cho đây đổ ống thành phần ra đi. Đổ ra cho nhanh. Treo eo mẫu trước đi, còn cái kia thì không cần phải treo tại giờ là hết giờ rồi. Đổ vào cái kia luôn đi nhỏ, em để đấy đi, để đấy mình kia nhá. Đổ cái kia ra để đẹp. Dạ em xin chào các chị. Cho nó bớt đi, các chị ôi nhẹ em nhiều lắm luôn. Rồi ôi, này các chị này.
lụa Figo mới này. À, lụa giá bán 170.000 một áo này. Lụa giá bán 150.000 một áo này. Khúc này là 1m2, 1m3, 1m4, 1m5. Có cả khúc 1m6, 1m7 luôn. Cứ tính cho em 3 khúc giá 100.000. Chốt đơn chi tiết cho các chị luôn. Các chị ơi, 3 khúc cho em giá 100.000 phi ship cho các chị luôn. Không lấy được cái Ngọc 02. Mắc thế em. Trời ơi, đứng đợi thì làm sao đợi được. Bỏ ra đi. Chứ vậy thì bỏ lên đây cho chị đi, chị phụ cho em lên. Cái này là mét mấy? 2 mét mấy hả? Dạ. Giờ còn khúc nào mét mấy nữa không? Một khúc nữa. Khúc này mét 6 hả? Ôi là trời. Các chị ơi, nguyên một khúc này mét 6. Đàn kim luyến 56. Các chị ơi, cho em giá 100.000 ba khúc. Cái này thì là bao nhiêu? Cái này chắc phải mét 8 hả? Hay 2 mét? Cái này phải 2 mét chứ. Có, nếu không có thì cho đi. Đó, nó tư đó. Chị bỏ hết lên đây cho chị đi. Nếu mà là khúc mét mấy, tụi em để yên vậy đi, chị lột đi cho nhanh. Kim Hương 88. Trời ơi, cái này 2 mét mà bà nội. 2 mét mà. Bỏ lên trên đây cho chế, không cần phải lột bịch. Bỏ lên đây cho chế làm cho nhanh được chưa? Bỏ lên. Rồi, ok. Mét 8 này là đủ bán một cái quần dư 50.000 đúng chứ đừng nói. Rồi, chốt đơn cho em luôn nha. Giá cho em 100.000 ba khúc các chị ơi. Trăm ngàn ba khúc luôn các chị mình ơi. Vũ Thị Minh Thảo 2 năm. Này các chị tưởng tượng đi. Cái khúc vải này của em là 1m8. Khúc vải này của em là 1m7. Khúc vải này của em là 1m3. 3 khúc này giá có 100.000. Các chị mua được ở đâu? Không mua được ở đâu hết, chỉ có nhà tủ thôi. Chốt đơn cho em luôn. Vậy còn phi ship cho các chị nữa. Ba khúc vải, toàn khúc 1m3, khúc 1m7, khúc 1m6. Rồi chốt đơn 100.000 ba khúc cho em luôn. Lại còn phi ship cho các chị nữa luôn. Còn gì để mà nói nữa đâu các chị mình ơi, cho nhanh nha. Tính em bán hàng nhanh gọn lẹ lắm các chị mình ạ. À, không phải lo lắng gì với em hết các chị ơi. Các chị không có phải tính toán với em đâu, em nói thiệt với các chị chứ em là người bán hàng cực kỳ sở lợi luôn á. Đây, một cái lụa linh lan, khúc này là 1m8, là các chị đã mua giá 100.000 rồi chưa? Rồi, đây thêm một khúc tơ tằm và đây thêm một khúc lụa nữa, 100.000 ba khúc cho em luôn. Các chị ơi, 100.000 ba khúc cho em luôn, không lấy nữa thôi bó tay cuộc đời luôn đó các chế ơi. Còn không? Còn một nào nữa không? Hết rồi đúng không? Rồi, bây giờ như thế này. Bây giờ em nói cho các chị nghe nè, các chị nghe em nói nè. Ở đây có những khúc vải, ví dụ em nói lụa mango, ví dụ như là những cái lụa mà em bán cho các chị giá 100 mấy chục ngàn một áo. Ví dụ có cả trong hàng Thái Tuấn luôn, toàn là 2m4, 2m2, 2m6, 2m7. Bán cho các chị 2 áo giá 100 ngàn cũng kèm phi ship luôn. Rồi bỏ lên đây cho chế luôn cho nhanh này. Em nói ví dụ như cái khúc này 2m6 vải, nó ghi ở đây là 2m6 vải này các chị. Các chị mua 100.000 là đã không đủ tiền rồi. Đừng nói tới hai khúc vải như thế này giá 100.000 đúng chưa? Nhớ chia sẻ livestream cho em một lần trong hội nhóm, một lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai cho em các tình yêu ơi. 2m7, 2m95 luôn đây này các chị, lụa mango luôn đây này. Đó, coi như là mua một áo tặng một áo đó các chị. Tính em mua bán rất là sở lợi cho các chị luôn. Cho nên nhiều khi nhiều chị bảo em khó. Em đâu khó đâu, em cực kỳ dễ.
100.000 hai áo kèm phi ship cho các chị luôn, được chưa? Này nguyên khúc này 3m4 luôn này mấy chết. Đây là lụa pha lê 3m4 vải tính luôn cho các chị 100.000 luôn, kèm phi ship cho các chị luôn. Quá ok luôn rồi. Các chị ơi, cái 3m6 này ấy, cho tụi nó cắt ra đi. 3m25 này cũng vậy luôn, 2m để lại, còn 1m mấy gom lại cho chị. Được chưa? Còn em đưa khúc 2m mấy lên đây cho chị thôi. Đây, một khúc 2m9, một khúc 1m95 cũng ra thành 2 éo luôn. Chốt đơn cho em giá 100.000 2 éo cho các chị luôn nha các chị nhé. Vài lụa 83. Quá trời quá đắt luôn. Các chị ơi, 7 tóc kia người ta cũng bán cho các chị mấy chục ngàn đấy. Không có cái chuyện mà người ta free ship cho các chị đâu các chị ơi. Cầm khúc vải lên coi chả bá lửa luôn. Quên mai các chị. Trong cái đống trong kia nữa, hai đứa em làm cho chị luôn đi, mấy đứa. Hai đứa này nè, có nghe chị nói không? Trong cái đống đó nữa thì em đổ sang chẳng luôn đi. Rồi để hai đứa này nó xử cái này cho chị là được rồi. Rồi được chưa các chị? Một khúc 2m7, một khúc 2m95. Ôi trời, hai khúc giá 100.000 kèm phi ship. Mỹ Hạnh 14. Tơ tầm này mới bán rẻ 150.000, áo xong tức thì đã ra khúc. Tạm trong 37. Ngàn hai áo giá 100.000 hai áo nha các chị nha, ít lắm không có nhiều đâu các chị ơi. Em còn 65 chị nữa, mỗi chị chia sẻ livestream cho em các chị ơi, chung tay chia sẻ livestream cho em cô ơi. Các chị ơi, chung tay chia sẻ livestream cho em với nha các chị nha, tương tác giúp em với là các tình yêu ơi. Giá cho em 100.000 hai áo kèm free ship cho các chị. Đi Diễm 71. Mấy cái này là hàng một áo đưa lên đây không Diễm. Nó thì là khúc lụa này 2m7 vải. Khúc vải lụa mango này 2m vải, giá 100.000 hai áo kèm phi ship cho các chị luôn, ngay và liền cho em. Cô thì Hồng Lạc 53. 100.000 hai áo cho em nha. Các chị ơi, chia sẻ livestream cho em với thì các chị công tác giúp em với nha các chị ơi. Rồi bây giờ cái áo con, cái áo lụa này này. Áo giống của chị mặc này, đưa lên cho chị. Như Ngọc 34. Đợt trước các chị hỏi em quá trời quá đất luôn, bây giờ em soạn kho ra em còn. Sáng nay bên kho báo em vẫn còn luôn, bây giờ em chốt cho các chị lụa này giá 100.000 một. Em nãy nha, để có cái phần phải đây. Em coi cái mình vải để em quyết định cho các chị được. Rồi ok, 100.000 một áo 2m, khổ 1m6 kèm free ship cho các chị luôn. Rồi cho chế cái quần màu xanh nặng phố áo mẫu mặt giá 200.000 một vải nha chị ơi. Chị nào lấy phần em giúp em vải áo mẫu mặt. Tại sao không có chị cắt những cái hàng quần ở trên nhà chị ca rất là nhiều. Những cái hàng quần màu vừa mới nhiều vô cùng luôn. Không sắp xếp lên trên đấy chắc hoặc béo rồi. Quần mất cắt để mang về nhà để bán hả mấy chốt. Ngày mai mà còn tình trạng này thì phải đấy nha. Chốt đơn cho em này các chị ơi. Em cho các chị giá 100.000 một áo kèm phi ship cho các chị luôn. Đánh cho em mã số 64. Chị nào lấy thì các chị chốt mã số 64 cho em. Em chốt cho các chị đúng 70 áo. Ngưng, không chốt nữa luôn nha. À, đi Nhung, mấy áo đây trước đi Nhung. 100.000 áo cho các chị trước đi. Quỳnh Mai 64, Nguyễn Thanh Hương 2 áo 64, Lương Nguyễn 64, Vũ Nhật Thủy Tiên 64, Phương Lê 64, Nguyệt Hồ 64, Thấm Hạnh 64. Còn 2, còn 3. Dạ. Còn 3 áo. Màu đỏ đô này nè. Nguyệt Đinh Thi 64, Phương Lê 64, Tiên Tiên 64, nữa em hết 64. Rồi các chị tiếp nghe em nói này. Hàng này của em là giá 180.000 một áo. Bây giờ em bán cho các chị giá 130.000 một áo. Em kèm free ship cho các chị luôn. Ok chưa?
chị nào lấy thì các chị chốt 24 cho em. Các chị ơi, 24 cho em, giá 130.000 một áo. Chất vải là lụa tafta 2 da. Giá 130.000 một áo, kèm free ship cho các chị luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 24 cho em. Những cái hàng này em nói thiệt với các chị là em chưa có thời gian để úp hình. Nếu em có thời gian úp hình thì mỗi nhà em họ đã gom không còn một cái áo nào để bán cho các chị luôn á. 24 cho em. Hàng 24, Nguyệt Hồ 24, Bích Ngọc Vũ 24, Dạng Trần 24, Thanh Cúc 24, Ngọc Vũ 24, Nguyễn Tá 24, Cẩm Tú 24, Vương Huỳnh 24, Thùy Nguyễn 24, Phương Phạm 24, Xếp Trần Tình 24, Hoàng Bắc 24, còn 2 Châu Mỹ 24, còn 1 Đi với 24, 100.000 một áo mà lại còn kèm free ship cho các chị nữa. Ngày hôm qua em nói thiệt với các chị chứ em không có thời gian để mà em có thể ngồi em lựa cho các chị được. Em mà lựa cho các chị được 1.000 áo em bán một cái like chị rất là đơn giản bình thường luôn. Chốt đơn cho em 32, chị nào lấy thì các chị chốt 32 cho em. Giá cho em 100.000 một áo 2m khổ 1m6. Các chị ơi, free ship cho các chị hết luôn. Cứ mạnh dạn mua hàng nhà em, hoàn toàn hỗ trợ cho các chị khi các chị mua đơn hàng trực tiếp trên live stream. Hỗ trợ cho các chị bằng cách không lấy các chị một đồng nào tiền phí. 32 cho em, giá 100.000, chị nào lấy thì các chị 32. Nguyễn Hồng 32, Nguyễn Chi Hằng 32, Nguyễn Hồ 32, Trần Duyên 32, Tư Ly 32, Thế Quy Lương 32, Tư Diễn 32, Nguyễn Việt 32, Hoàng Lan 32, Mô Huyền 32, ôi, nó Đại Đăng 32, đẹp hồn dỗi luôn. Nguyễn Hồng 32, hết nữa em hết. Giá có 100.000 thôi mà free ship cho các chị nữa. Các chị mua ở đâu ra các chị ơi? Các chị mua ở đâu ra? Cái màu kia em phối chị cần một ruốc á. Cái yên như vậy này nhưng mà một tím em phối chị cần một ruốc nha. Chốt đơn cho em giá 100.000, các chị ơi, kèm free ship cho các chị luôn. Quá ok luôn các chị mình ơi. Cho em 84, chị nào lấy thì các chị chốt là 24 cho em các chị ơi. Tốc hành cho em nhà em chốt đơn các hàng rất là nhanh, rất là nhanh gọn lẹ luôn. Thêm Bảo 84, Trần Y Bình 84, 1 Quyền Hồ 84, 79 cho em nha các chị nha. Ủa khoan, cái đó còn nhiều áo nhỉ? Cái gọi kia ra là cái máy số nhiêu vậy nhỏ ơi. Đây nè, nếu là đèn tầm này có nhiều đầu thuốc cho các chị luôn. Đổ ra đây cho em lấy được em cũng coi hết. Gom thêm cái hàng ở bên kia qua đây cho chị nó đi. Cái nào chị cần làm thì chị sẽ làm. Còn bao nhiêu chị gom cho chị Nhung bán thì nó sẽ gọn thôi. Các chị ơi, mã 24 em còn 6 áo em chốt luôn cho các chị giá 130.000 nha. Còn 79 là giá 100.000 nha các tình yêu nha. Chi Nguyễn Thị Kim 79 xét, Tâm Phương 79, Nguyễn Hồ 79, Nguyễn Hồ Nguyễn 79, Nguyễn Hoa 79, Lý Minh Hòa 79. Mẹ thì mẹ nhiêu? Ngân Huyền 79 xét, Nguyễn Than 79. Trời ơi, 79 nó đẹp lắm các chị mình ơi. Lan Anh 79, Tâm Phương 79, Hòa Lan 79. Mã 24 này em còn này, giá 130.000, chị nào lấy thì các chị chốt 24 cho em. Đỗ Hiến 79, Trần Lục 79, Đếp Nhan 2 áo 79. Các chị ơi, mã 24 em còn, chị nào lấy thì các chị chốt mã 24 cho em. Giá chỉ có 130.000 nhưng mà em kèm free ship cho các chị luôn này. Quần này em mặc, các chị có nhận ra quần này em mặc là mặc gì không? Và em đang bán cho các chị một thiết kế. Giá có 150.000 một áo này các chị. Đẹp chưa? Này, ai chê đi. Cứ chê đi các chị. Chê rẻ tiền chẳng qua bán rẻ qua mang tiếng là bán phải dồn. Cái thực tế giờ em bán đắt tiền cho các chị thì em ca tụng nó lên trên trời mây. Các chị mặc cũng vậy. Ngọc Thu 24 xếp, 79 còn không? Trần Y Bình 24. Áo phim này em đã tính chưa? Để chưa để mặc lung tung lai tay vậy. Hoa Phan 24, Chi
Nguyên 24. Lê Nguyễn 24 phòng 1. 24 phòng 1 79 phòng 1. Này các chị có nhớ cái áo hoa nhí em mặc mà cả thế giới hỏi không? Giá cho em 100 ngàn luôn. Hôm nay em xả luôn cho các chị, em tính luôn giá 100 ngàn luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt đơn 30 cho em. Các chị ơi, 30 cho em, giá có 100 ngàn thôi các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 30 cho em nha các chị nha. Hàng em bán giá 120 ngàn mà em còn thu các chị 20 ngàn tiền phí. Bây giờ em còn chỗ này khoảng chừng 20 áo nữa. Em bán các chị hẳn vốn luôn, giá 100 ngàn em hỗ trợ phí ship cho các chị luôn. Khỏi cần phải trả em đồng nào tiền phí hết. Ủng hộ em bằng cách là nhớ chia sẻ livestream cho em để có tương tác, để các chị mua được hàng nha các tình yêu nha. Thêm 30 xếp. Vũ Lành 30. Đông Thanh Nguyên 30. Thôn Nguyễn 30. Kim Chi Lê 30. Như Ý Nguyễn 30. Nguyễn Ngọc Em 30. Nga Thị 30. Áo Giải Linh Thi 30. Hà Thanh Nguyễn 30. Mai Lê 2 áo 30. Thế Quy Lương 30. Phạm Tính 30, Thủy Kim 30, Nguyễn Thiện 30, Thủy Nguyễn 30, Loan Hoàng 30, Nguyễn Phục 30. Đưa cái tính lên cho thế này. 30 em hết rồi nha các chị ơi. Các chị ơi, giá có 100 ngàn thôi, đẹp vô cùng luôn các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt số 10 cho em. Cho em số 10 giá có 100 ngàn thôi các chị. Kèm phi ship cho các chị luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt số 10 cho em luôn nha. Nga Nguyễn 79. Nguyễn chưa còn. Cái này đơn kia. 79 hết. Đây. Cái này hãy còn. Thôi cứ để đây đi rồi tính tấm gom vào sau đi đã. Các chị ơi cho em số 10 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt số 10 cho em. Giá cho em có 100 ngàn thôi. Em kèm phi ship cho các chị luôn nè các chị. Em không bao giờ nghĩ mà cái áo một xăm rêu em đang mặc, một xăm ve chai em đang mặc mà có thể phủ được quần tím các chị. Tươi Trần số 10, Nguyễn Chí Hằng số 10, Hương Nguyên số 10, Nguyễn Phúc Thiên Đảo số 10, cái đó cho chị cái quần Nguyễn Hồ số 10, Nguyên Nguyên Đặng số 10, An Thanh nhỏ số 10, Thảo Nguyễn số 10, Hồng Diệp Nguyễn số 10, Nguyễn Thị Hoài Nhân số 10, Hải Đỗ số 10, Hoàng Lan số 10, Trần Huyền số 10, Hồng Lý số 10, cái lốt này Thị Lý Phượng số 10, bên kia dưới. Đó, ừ, đúng rồi. Hoa máy. Bảo Bà số 10, Hương Ngọc số 10, Nguyễn Thị Hương số 10, Thiên Lý số 10. Mấy trái là mấy trái kia đây. Mấy trái là mấy trái. Rồi cái này ok nè. Không đẹp nữa thì thôi cho các chị ơi. Giá có 100 nghìn thôi nha các chị nha. Trời ơi các chị ơi, mấy ngày nay các chị mua bông chân nhà em rất là nhiều rồi. Bây giờ các chị phải mua 1-2 áo này để mà mặc. Chốt đơn cho em giá có 100 ngàn thôi, hỗ trợ phí ship cho các chị luôn, không lấy đồng nào tiền phí. Chị nào lấy thì các chị chốt 86 cho em nha. 86 cho em giá 100 ngàn các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 86 cho em. Giá cho em có 100 ngàn một áo thôi các chị ơi, để đấy đi chứ giờ nó mọc lằn đâu lắm các ơi. Tí nó gom mình đứng xong. 86 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 86 cho em luôn. Này xinh chưa? Giá có 100 ngàn thôi đó các chị. Còn ở bên kia nữa mấy cái chỗ hàng ấy tụi em, những cái hàng nào mà đã soạn mà nó lô 5, 7 áo, 6, 10 áo ở bên phía cái hàng, cái cửa ra vào em lô hết qua đây cho chị đi đã rồi tính như cái hàng kho ở dưới sau. Còn mẫu này là mẫu áo em mặc, bây giờ em kiểm lại em còn bằng Nguyễn Thanh Hương 86, Thảo Phương Nguyễn 86, Nguyễn Cao Minh 86 xếp, Lê Hồng Gấm 86, Liên Đoàn 86 hết. Các chị ơi không
một giá có 100.000 thôi nha, là mẫu áo em mặc của đợt trước á. Bây giờ bên em kiểm kho còn bằng này, em bỏ ra bán các chị luôn. Tại vì thực tế là sao cái áo đấy chị nói là cuốn một cà rốt thì mình lại đi bỏ vào cái quần màu màu xanh cổ dịch vậy đó. Giá cho em có 100.000 thôi các chị ơi. Bên Nguyễn 01, Cô Trần 01, Bạch Yến 01, Nguyễn Hoa 01, Tân Nguyễn 01. Quá đắt luôn các chị mình ơi. Mai Lê 2 áo 01. Quá trời quá đắt luôn, giá cho em 100.000. Các chị ơi, giá cho em 100.000 nha, 77 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 77 cho em luôn. Tìm coi những cái ở ngoài đây, cái nào chưa phối thì em phối cho chị đi. 77 cho em, giá có 100.000 thôi các chị ơi, chia sẻ livestream cho em với đi nha các chị nha, tương tác cho em. Nguyễn 277, Giang Nguyễn 77, Học Bích Hồ 77, Mơ Huyền 77. Không ngờ là nhẹ quá trời quá đất, hàng đẹp như vậy luôn á. 43 chị nào lấy thì các chị chốt 43 cho em luôn. Giá cho em khoai nhí các chị ơi, phải mua một áo khoai nhí về mặc nha, không mua là không đu trend được. Tại vì các chị biết sao, mùa hè là ít nhất các chị phải mua được một áo khoai nhí các chị mặc cho em. 43 cho em, giá 100.000, chất vải lụa, nếu thủ trước đường chỉ khỏi cần trả tiền cho em, free ship cho các chị mua. Nguyễn Thị Phương Thảo 43, Mỹ Hiền 43, Nguyệt Hồ 43, Phương Huynh 43, Trần Duyên 43 xếp, Nguyễn Thị Hoài Trang 43, Trần Duyên Khánh 43, Đỗ Thuận 2 áo 43, Tươi Trần 43, Ở Trân 43, Quỳnh Mai 43, Nguyên Nguyên Đặng 43 xếp, Vũ Minh Lan 43, Trần Huyền 43, Trang Phương 43, Hoa Mạc 43, cái mẫu mà làm cho em sao khiến đến mức độ mà đến bây giờ em vẫn còn yêu mến nó. 59 cho em, giá 100.000, chị nào lấy thì các chị chốt 59 cho em. Em hỗ trợ phí ship cho các chị luôn, cứ mạnh dạn tự tin mà mua hàng của nhà em thôi các chị ơi. Không phải trẻ đồng nào tiền phí hết, để cho em từ giờ đến mùng 8 tháng 3 em sẽ hỗ trợ các chị hoàn toàn, đơn hàng của các chị được hỗ trợ bên em bằng cách phí ship. Ok chưa? 259. 59 này còn một cái bực hàng ở ngay cái lối ra vào, chị còn thấy nữa đến khi 59, Vũ Huyền 59, cái chỗ cửa ra vào á, cái chỗ cái gấm thô á, Nguyễn Hoa 59, Đức Nguyễn 59, Tươi Trần 59, Ngọc Đỗ Bích 59 hai áo, Nguyễn Thị Phương Thảo 59, Nguyễn Lộc Em 59, Phương Loan Nguyễn 59, Phương Nguyễn 59, Vũ Minh Lan 59 xếp, Trần Bình 59 xếp, Bảo Trân 59, Lánh Nhạc Nguyên 59, Hồng Diệp Nguyễn 59. Khoan từ từ, còn một cái vận hàng ở ngay cái chỗ cửa ra vào ấy, lấy chưa? Còn đúng không? Màu đỏ đô. Đây, đưa mẫu này cho chế luôn. 59 em hết. Giá cho em các chị ơi, 100.000 cho em nha các chị nha. 100.000 cho em thôi các chị ơi. 44 chị nào lấy thì các chị chốt 44 cho em. Có cái màu xanh đen kia kìa, em có video cho chị cái quần màu kem sữa này. Ở bên trong kia kìa, nhìn tay chị nè, đó. Cái đó là màu xanh đen đó, thấy. Đây nè, cái quần màu sữa ở đây nè. 44 cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 44 cho em. Kiểm lại đi, cái đó có một màu đen, một màu xanh đen đấy, có chụp để chung nhau. Hàng 44, Hà Lê Phương 44, Nguyễn Kim Trung 44, màu kia kìa, Phương Huynh 44, Diều Vàng 2 áo 44, một Nguyên Hồ 44, thế em hết. Rồi theo được cái nào bỏ qua đây cho chế nhìn thấy cái nào để mát, thì mình ở bên kia có nhìn thấy cái gì đâu nữa nè. Cái này còn có một áo nhưng mà chưa làm gì hay sao nữa. Còn không? Còn em thì có còn mấy áo thì bỏ lên mua cho chế. Ủa sao cái này còn cái một tính này vậy? Mà cái này cho lung tung mang tay gì vào chứ mà. Không không lấy cái này. Lấy cái này. Người ta cắt mắt lại bỏ lên thôi. Trời ơi các chị ơi, nó rối như mớ bong bong, nhưng mà thôi kệ đi các chị.
chứ giờ em bỏ công xuống đây em ngồi xem cho các chị sau em cũng mất việc của em luôn, thì xém nhiều em rất là nhiều việc luôn á. Bỏ lên đây cho chị nè, 17 cho em vé 100.000 các chị ơi, kẹp tí xí cho các chị luôn nha. Có cái màu đen luôn, tôi cho chị luôn. Đâu bên kia nó khó chưa? Mẫu này mà các chị mua với giá 100.000 mà lại còn được tí xí nữa thì nó quá trời quá đất là đẹp luôn đó các chị. 17 cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 20 cho em luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 20 cho em luôn. Các chị ơi, tại hôm nay có con này nên tôi cứ bán vậy chứ chẳng thanh niên kia cả là về cùng luôn. Thanh niên kia ở với cô có 3 ngày hôm nay sốt rồi. Nadia 120, Nguyễn Văn 20, Thế Kỳ Lương 20, Minh Thúy 20, còn 1 Thí Hương Lê 20 nữa em. Nó đang ở nhà nó hấp xì. 72. Chị nào lấy thì các chị chốt 72 cho em các chị ơi. Dạ. Không, cái đấy thì hồng dâu nhỉ ơi. 72 cho em, mình hàng này của em là mình hàng lụa mịn nha các chị. Em tính các chị giá 100.000 mà em còn free ship cho các chị luôn đấy. Em bao giá cho các chị mua luôn. 20 cho em, cái à, xin lỗi 72 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị hô tên 72. Chúc Trần 72. Thế Quy Lương 72. Trần Loan 72. Vinh Vang 72. Nguyễn Phụ 72. Thanh Phúc 72. Lê Nguyễn 72. Nguyễn Vân 72. Quyên Liên Đạc 72. Quỳnh Mai 72. Trời ơi các chị ơi, ghé cho em chị ơi. Các chị ơi, các chị mà bỏ qua mẫu này là em cũng hết luôn đấy. Sáng nay em không những kiểm kho nhà em mà em kiểm kho tổng của nhà em ở dưới chợ sỉ luôn đấy. Để em coi thử xem coi là còn những mẫu nào em sẽ gom về bán cho các chị. Thế mà những cái mẫu này nhà em là không còn một mét nào luôn. Giá cho em có 100.000 mà còn kèm thêm free ship cho các chị nữa. Các chị mua được ở đâu ra vậy các chị ơi? 100.000 áo thôi các chị ơi, 91 cho em chất vải lụa đàng hoàng luôn nha. Các chị yêu nhé. Nguyễn Huyền 91, Tiểu Huỳnh 91, Kiều Duyên 91, Bảo Trân 91, Nguyễn Thị Hồng Cẩm 91, Nguyễn Thị Xíu 91, Nguyễn Thị Hoài Trang 91, Nguyễn Hoài 91, Nguyễn Thúy Hồng 91, Nguyễn Phương 91, Nguyễn Kim Trung 91, Đỗ Hồn 2 áo 91, Bích Thủy Đỗ 2 áo 91, Lý Ngô 91, Còn 2 Phạm Hường 91, Còn 1 Tây Yến 91. Hết. Trời ơi, toàn đồ đẹp sống. Không lôi ra mà bán cho các chị thì để làm gì không biết nữa. Các chị ơi, 97 cho em, hỗ trợ cho các chị hoàn toàn free ship cho các chị hết, không lấy đồng nào tiền phí hết. Chị nào lấy thì các chị chốt 97 cho em các chị ơi. Lệ Hà 97, Vũ Huyền 97, Thảo Nguyễn 97, Nguyễn Hồ 97, Em Thi Nguyễn 97, Huỳnh Ngân 97, Hà Lê Phương 97, Huỳnh Ngọc Ánh 97, Út Phù 97, Phan Nguyễn 97, Nguyễn Kim Trung 97, Bích Nguyên 97, phần 2, phần 3, Vũ Nhật Thủy Tiên 97, 1. Rồi cái mã 11, Kinh Nguyên 97, siêu phẩm luôn. 100.000 một áo kèm free ship cho các chị luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt mã số 11 cho em luôn. Mình nó bỏ một cái không? Không, 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 từ từ, từ từ, từ từ. Cho kia cái này 100.000 các chị ơi. Nguyễn Văn 11, 100.000 cho em kèm free ship cho các chị luôn. Trần Bình 11, 2 set. Còn 1 Tôi cho 11. Giá cho em 100.000 thôi các chị ơi. 100.000 em free ship cho các chị luôn nha. Đặc biệt mẫu này mà ai không mua thì tiếc, cực kỳ tiếc.
các chị Nhật ở ngoài á, nó không dễ thương, nó không sang khỏi cần trả tiền cho em luôn. Cho em 47, chị nào lấy thì các chị chốt 47 cho em. Cái này nếu còn tí nữa em sẽ chụp hình lên trên tường Facebook cho các chị xem, xinh lắm luôn á. 100.000 mà em free ship cho các chị đó các chị ơi. Không, cái đó có quần màu và màu kem cháy hay màu đồng đồng cho chị, đừng có đưa cái màu tự nhiên, nó không có liên quan gì của mày cứ cố quần nọ quên hết cô bảy quá em. Cái áo người ta tan có trời có đất luôn. Vì quần thì em 47, Nguyễn Hảo 47, quần đen cho chị Sikari 47, chính kè này còn 2 em Nếu Huỳnh 47, Lê Hà 47, Nguyễn Bùn 47, Nguyễn Thị Mai 47 hay có phải 54 em còn có 2 thôi, chốt đơn cho các chị trẻ 100 nè thôi. Cái lô lá này mỗi màu em còn có 1 áo, 2 áo thôi. Chị nào có nhu cầu như mình có thể nha. Đó, mấy cái nhí đó cố chế chế đi. Có 100 nghìn thôi nha các chị ơi, 100 nghìn mà lại còn được phi ship nữa. Lan Anh 54, đồng ơi, Nguyễn Phương 54, hết 54. Các chị ơi, các chị cứ tin em đi. Những cái nhí này này, em nói các chị nghe này, ít nhất là em phải có thời gian chụp hình úp lên, các chị nhìn nó mới rõ. Còn trong cái quá trình live stream ấy, có thể là các chị nhìn nó nhiều quá, các chị không thấy nó đẹp. Nhưng mà thực tế ở ngoài, cái nhí này nó đẹp lắm. Thu Nguyễn 61, Dương Kiều Ngân 61, còn 2 Nguyễn Kim, Thi Kim Anh Nguyễn 61, còn 1 Em Nga Nguyễn 61. Cái quần em cũng có đây cho chị nói đi, đừng có nhắc sao nữa. Các chị ơi, cho em 58 giá, cho em có 100 ngàn thôi các chị ơi. Chỗ này đếm là 15 mà cho đưa đây có mấy áo vậy đó. Ghi ở đây rõ ràng là 15 nhưng em đếm chỗ này cho đủ 15. Mười, 58 cho em các chị ơi. Hoa Vương 58, Thanh Xuân Lê 583 áo, Nguyễn Thúy Hồng 58, Kim Chi 58, Nga Nguyễn 58 set, Jessica V 58. Có một đôi set. Nguyễn Thị Mai 58, Hồ Trang 58, Hiền Bùi 58, Nguyễn Cao Minh 58 set, Người Duy 58, cùng 2 Nhung Chiêu 58 set, cùng 1 này các chị ơi. Đẹp phải nói là nhận ở ngoài là nhiều chị bảo cái này Tú ơi lâu lâu bán những hàng này cho các chị sử dụng đi, thì các chị biết sao không? Cái bình hàng này mùa hè này các chị mặc rất là đẹp. 95 cho em giá có 100 ngàn thôi các chị ơi, em free ship cho mình luôn. Cho nên là các chị cứ mạnh dạn và ủng hộ em bằng cách, nếu các chị không có nhu cầu mua hàng thì chia sẻ livestream cho em để bạn bè của các chị, người thân của các chị biết đến em để mua hàng ủng hộ em. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Còn chị nào có mua hàng bên em thì bên em sẽ hỗ trợ cho các chị đến ngày 18 tháng 3 luôn, hoàn toàn hỗ trợ các chị đơn hàng, không lấy đồng nào tiền phí hết nha. 95 cho em giá 100 ngàn, chị nào lấy thì các chị chốt 95 cho em. Trần Duyên 95, Nguyễn Kiều Thu 95, Cúc Lê 95, Nguyễn Thủy Hồng Cẩm 95 xếp, Thảo Hoàng 95, Kim Chi Lê 95, Kim Chi 95, Nguyên Trần 95, Anh Kim 95, BT Trần 95, Huỳnh Ngọc Ánh 95, Đen
Vân Bùi 2 áo 95. Vân Anh lá thư 95. Bùi Thanh Nam tặng 95. Thanh Thúy Trần 95. BT Vũ 95. Diệu Lê 95. Tư Linh Nguyễn 95. Sơn Nga 95. Nguyễn Thảo 95. Hồng Bùi 95 xét. Dung Chương 95. Thanh Trần 95. Huyền Chương 95. Đi Ngọc 95. Kiện Phạm Phi Miễn 95. Trần Ánh 95 xét. Ngọc Bích 95 xét. Thúy Nguyễn 95. Quỳnh Mai 95. Hằng Huỳnh 95. Khôn Hoa 95. Lê Liên 95. Bây giờ thịt một cái men bột cơm đi. 95 còn 4 đúng không ạ? Em bán cho các chị mango trơn, nhưng mà trong đây em nói trước nè, có những cái mình hàng các chị cần về nó sẽ có cái độ mịn hơn của lộ mango bình thường. Em bán các chị một chút xíu và nó có cái độ săn tay hơn một chút xíu. Thực tế cái hàng đó của em vải bồ trơn á, là đợt trước em có bán các chị giá đến 180.000 là nó gọi là siêu lụa cao cấp, giống như mình hàng của Thái Tú. Em vẫn thường bán cho những chị khác quen của em á. Nhưng mà hôm qua em có nói với nhân viên là bây giờ nếu mà để kiểm ra thì nó lâu lắm, cho nên em bán đồng giá hết cho các chị 100.000 một áo. Em kèm chi tiết cho các chị tính bằng với giá lụa mango luôn. Nhưng mà trong đây lô hàng này của em có đến 80% hoàn toàn là siêu lụa không. Bếp Hoa Nguyễn 95 xét, Nguyễn Lệ 95, Nguyễn Thị Lý 95. Đây là các chị Lưu Nguyễn 95 xét với em hết. Chị nào lấy thì các chị đắm cho em là tím cà, giá cho em 100.000, em kèm free ship cho các chị luôn. Đặc biệt những chị nào mà thích mua hàng này về để may quần ấy, mà các chị không thích bóng thì các chị lấy mặt hàng này. Còn nhiều chị sẽ may vải này là may nguyên bộ luôn, mặc rất là đẹp các chị ơi. Nha, chị nào lấy thì các chị đắm tím cà cho em chốt cho các chị 80 áo. Hàng này của em nếu mà đúng chính xác gọi là siêu lụa, chứ không phải là lụa mango. Nhưng mà trong đây mất công để phân ra, phân tới, phân lui, chất vải các thứ. Thôi thì coi như hàng này em nhập tỷ các chị 50.000 một mét. Em tính luôn các chị giá 100.000 một áo luôn nha. Chỉ cần các chị em cắt bao nhiêu các chị mua hết cho em là được. Chốt đơn cho em tính cà giá 100.000 kèm chi tiết cho các chị luôn các chị ơi. Tím cà cho em, chị nào lấy thì các chị đắm tím cà cho em. Chị nào chốt bộ thì comment giúp em hai áo nha các chị ơi. 40.000 Huyền Nguyễn tím cà, Vũ Huyền tím cà, Thúy Châu tím cà hai áo, Thúy Diễm tím cà, Đỗ Thụ tím cà hai áo, Nguyễn Trần tím cà, Nguyễn Trần tím cà hai áo, Thúy Hồng Nguyễn tím cà, Đoàn Thị Lý Phụ tím cà, Nguyễn Thúy Hồng tím cà, Thanh Hương tím cà hai áo, Phục Kim tím cà, Kim Vũ Hiền tím cà hai áo, Hồ Trang tím cà hai áo, Nguyễn Bạch Mai tím cà, Hải Dương tím cà hai áo, Trần Lan tím cà, Thanh Xuân Lê tím cà, Vải Lụa tím cà, Hà Lê Phương tím cà, Thanh Thúy Trần tím cà, Lan Nông tím cà, Diệp Nguyên tím cà hai áo, Vân Bùi tím cà hai áo, Đi Ngọc tím cà. Áo dài Linh Thi 4 tím cà, Vân Trần tím cà, Duyên Như Ngọc 2 tím cà, Nguyễn Hoa 2 tím cà, Hoàng Lan tím cà, Hoàng Huỳnh tím cà 2 áo, Trương Phương Đi tím cà 2 áo. Những cái màu nào ấy chính xác thì cắt đi để mà bỏ phiếu nó biết thịt đó. Thôi là không có thịt đâu. Các chị có nhớ cái này mà đợt trước em có bán, em có may một cái áo mà em nói với các chị em chưa được mặc một lần nào, nó đã hết hàng không? Trời ơi các chị ơi, giá có 100.000 một áo. Hà Nguyễn tím cà hai áo. Các chị ơi, giá có 100.000 một áo thôi mà em còn kèm thêm free ship cho các chị nữa, 58 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 58 cho em nha các chị nha. Thanh Hiền tím cà, Nguyễn Thị Cẩm Nguyên tím cà. Các chị ơi, 58 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 58 cho em nha. 58 cho em là em free ship cho các chị luôn. Em chưa được mặc lần nào luôn hay các chị. Cái áo này này, khổ ghê luôn á. 58 cho em, giá 100.000 các chị ơi.
cứ free ship cho các chị toàn bộ luôn. Chốt đơn cho em nha các tình yêu ơi. Là Nguyên Nguyên 58, Phương Nguyên 58, Quyên Trương 58, Lê Gái 58, Hai Thúy Trần 58, Thư Lưu 58. Số 10 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt số 10 cho em. Giá có 100 ngàn thôi các chị ơi, có bằng này thôi nhỏ. Có bạn số 9 chia đằng sau hả chị? Chia đằng sau là lụa thái tốn ăn kim đấy các chị ơi. Lô hàng em chia đằng sau là lụa thái tốn ăn kim đó các chị. Đợi em một chút nhá, đợi em một chút các tình yêu ơi. Số 10 cho em giá 100 ngàn một áo các chị ơi. Có 10 áo hả ơi. Để em bán cho các chị mấy cái lô hàng này đẹp các chị ơi. Em thấy nó đẹp quá, em phải từ từ các chị, đợi em một chút thôi. Còn hàng này hả? Hàng này bây giờ em có nhung nhung số 10. Xin lỗi với các chị là bên số 10 của nhà em Thảo Quang số 10. Ngàn áo em chưa có số 10 luôn. Cứ từ từ bình tĩnh cho em các chị mình ơi. Xin số 10. Huyền Trương số 10. Quá trời quá đất luôn. Số 10 và Oanh Nguyễn số 10. Chi Lê số 10. Đó. 62 cho em giá 100 ngàn một áo kèm free ship cho các chị luôn nha các chị. Người Nguyễn số 10 xét. Cho chị này lên đây mở. Là mẫu đẹp không này các chị ơi, mà lại còn free ship cho các chị nữa. Cứ mạnh dạn tự tin mua hàng của nhà em. 94 cho em giá 100 ngàn, 62 cho em giá cũng 100 ngàn luôn. Tiếp trần 623 áo. Trời ơi, cái nhí trắng này mà các chị không mua nữa thì các chị mua cái gì bây giờ. 100 ngàn một áo cho em kèm free ship cho các chị luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 05 cho em. Các chị ơi, các chị vui lòng bỏ ra ít nhất là 1 giây để đọc cái comment cho em nha. À, chốt đơn từ nay đến ngày 8 tháng 3 hoàn toàn đơn hàng của các chị sẽ được free ship. Bên em sẽ chốt đơn cho các chị bằng cách nhắn tin bên Messenger. Các chị ok đơn hàng vui lòng trả lời giúp em hoặc phản hồi giúp em. Ok, hàng đi sớm nhất cho chị. Nếu chị nào là khách mới thì vui lòng kèm lên giúp em số điện thoại và thông tin rõ ràng để bên em gửi hàng đến cho mình luôn nha các tình yêu nha. Vũ Huyền 94 một, Lý Huệ 94 hết 94. Không, cái đấy phố quần thân ạ, không có phố quần vàng. Trời ơi, nó đẹp lắm các chị mình ơi. Giá cho em có 100 ngàn free ship cho các chị luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 05 cho em luôn nha các chị nha. Các chị ơi, chia sẻ live stream cho em với đi các chị. Tương tác giúp em với nha các tình yêu ơi. Này, các chị nè, na không na. Quá trời quá đất nó đẹp như thế này thì thứ gì mà chịu nổi được luôn. 16 cho em luôn, dễ cho em 100 ngàn luôn các tình yêu ơi. Thiên Bùi 05 xếp. Đức Minh 05. Lý Minh Hòa 05. Nguyễn Phương 05. Đỗ Thuận hai áo 05. Phương Đăng 05. Thế Quy Lương 05 01. Nga Duyên 05 nữa em hết. 16 cho em giá 100 ngàn luôn nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 16 cho em luôn. Các chị mình ơi. Tôi mới được tiền thôi. Xe nãy giờ mà không hẳn được lên. Tôi chắc mới chịu ngủ. Nếu mà tụi em làm không kịp thì tụi em cũng thẳng vào bận 20 ký hết tôi cho nó. Thế mà nó bị sai 100 rồi năm nay nếu bị sai cho nó không không được đấy em. Tụi em tự chịu trách nhiệm sửa lại, nó tự coi lại, tự kiểm lại các thứ. Rồi ok chưa? 28 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị cho 28 cho em. Cô Mai 2 áo 16. Phạm Thảo 16. Cẩm An Phương Sang 16. Lan Kim 16. Nguyệt Hồ 16. Bích Thủy Đỗ 2 áo 16. Các chị ơi, 28 em chốt đơn giá 100 ngàn luôn. Chị nào đấy thì các chị chốt 28 cho em. Ăn đưa các chị cái màu kem đất của nói cho em. Quá trời quá đất luôn các chị ơi. Mình hàng siêu lụa phải nó là nó đẹp kinh hoàng luôn. Tính luôn các chị đồng giá 100 ngàn còn kèm thêm free ship luôn. Nguyễn Nam 28.
Phan Lê Nguyễn Thị Lê không 28, Giang Nguyễn 28 xếp, Nguyễn Hằng 28, Anh Giang 28, Hoa Phan 28, Phan Thúy Hồ 28 xếp, Giang Nguyễn 28, Nguyễn Công Bằng 28, Lương Em Nguyễn 28, Vũ Huyền 28, Còn 2, Hà Nguyễn 28, Còn 1, Tiền Trương 28 em hết. Các chị ơi 15 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 15 cho em nha. Có 15 nè. Ghi có 15. Mình hàng này là mình hàng siêu lụa đó các chị. Mà em tính giá có 100.000 à. Em free ship cho các chị luôn. Cho em 51 nha. Giá 100.000 thôi các chị ơi. Có 15 giá. Có 15 áo à. Đưa cho chị một em luôn nhỉ. Đây cũng là mình hàng siêu lụa của em luôn à. Đẹp vô cùng luôn đó các chị. Cái màu Kim Sen Trương 51 một bộ em chốt 2 áo nha chị ơi. Mai Thanh Hải 51 nè. Thiền Trương 51, Lê Hà 51, Kim Trinh 51, Bé Tư 2 áo 51, Thảo Bùi 51, chị Thảo Bùi 51, cái bộ này em chốt 2 áo nha chị. Đấy thì chị 51, ơi, giá này là giá hỗ trợ dữ lắm, chị mua hàng rồi chị biết mà, không còn giá nào hơn. Còn thẳng sự với các chị luôn là có những mặt hàng nhà em á, là chị mua hàng của em cũng mấy năm nay chị biết rồi đó. Nhà em bán nhiều khi không có cách nói nhiều đâu, các chị mua về chất lượng các chị mới có được một lượng khách hàng âm đảo như thế luôn. 74 em chốt đơn giá 100.000, đây là chất vải siêu lụa của em luôn. 74 em chốt giá 100 luôn nha, 80 áo nhỏ ơi. Màu này là màu da sữa, đẹp lắm chị ơi. 74 áo. Đẹp lắm mà màu rất là lạ luôn đó chị. Bé Tư 74, Nguyễn Thái Ngọc 74, Nha Duyên 74, Tứ Mai 74 2 áo, Uyên Nguyễn 74, Nguyễn Trang 74, Chi Rơ Nguyễn 74, Nguyễn Mai Lan 74, Nguyễn Phụ 74, Hoàng Hôn 74, Nguyễn Trang 74, Tomori 74, Nguyễn Yến Ly 74 2 áo, Phan Huy Định 74, Vũ Minh Lan 74, Mai Hạnh 74 2 áo, mua cái gì bây giờ? Tô Liên Nguyễn 74 2 áo. Giá cho em 100.000 một áo, 20 một mét 6, kèm phi ship cho các chị luôn. Trời ơi các chị ơi, mẫu này quá đẹp luôn. Cho em tấm thần chụp đi các chị. 55 cho em giá 100.000. 55 cho em, từ từ đợi em một chút. Không thể nào chịu nổi được với cái mẫu này luôn. Trời ơi nó đẹp. Lên cho các chị xem dễ thương lắm nè, dễ thương chưa. Rồi bây giờ em có một cái này, cái này em nói trước cho các chị nha, cho chị cái tơ tằm xanh lông tông với lại cái tơ tằm xanh cổ xanh đậm với lại đỏ đô sáng nay mới về. Đây là hai cái màu đó. Các chị có nhớ cái tơ tằm xanh lông tông của em không? Nhưng mà hôm nay á là ở bên kho sỉ ấy, nó còn tổng cộng như vậy là đến, nói chung là hàng của nó bán còn rất là nhiều. Nó mới nhờ em là chị Tú ơi, bây giờ chị hỗ trợ em bằng cách là
chị lấy về chị bán cho em, dùm em hạ giá cho chị một chút xíu để chị hạ giá cho khách vào chạy vào cái mùng 8 tháng 3 này. Vì hàng về quá nhiều, nó dộ chợ ấy các chị, mà một màu nó không có kinh nghiệm, nó lấy quá nhiều. Các chị biết là cái hàng này là nhà em bán giá 200 ngàn một áo đúng không? Là cái màu xanh lông tông này là các chị, đúng không các chị? Ha, là màu xanh lông tông này thì bây giờ em vẫn giữ giá cho các chị 200 ngàn một áo. Nhưng hôm nay có thêm màu này nữa, thật sự với các chị luôn á, là cái này cũng là một phần là bán dùm cho họ. Thì nguyên nhân vì sao có cái giá của cái màu đỏ lên xanh lông tông này, em vẫn tính giá 200 ngàn một áo, em không bớt được một đồng nào hết. Còn riêng màu đỏ đô này này là em có tổng cộng cho các chị khoảng chừng là 73, khoảng chừng 250 áo. Em tính cho các chị giá 180 ngàn một áo, em kèm free ship cho các chị luôn. Còn lý do vì sao có giá 180 ngàn mà tại sao một màu xanh lông công này vẫn giá 200 ngàn? Vì cái này lần đầu tiên em lấy không bớt một đồng nào. Còn đây là nhà máy kho nó nhờ em, chị ơi bán dùm cho em lô này, em còn khoảng 200 áo. Ok em bớt cho chị về chị bớt cho khách. Em bớt cho các chị hẳn 20 ngàn một áo và em kèm thêm free ship cho các chị luôn. Ai lấy thì đắm cho em là tơ tằm đỏ đô. Nếu nhận vải ở ngoài không đẹp như hàng này, cứ việc trẻ lại cho em, vì nó về có một lần duy nhất, không có lần thứ hai nữa các chị. Lông công là em vẫn tính giá 200 ngàn một áo nha. Còn riêng đỏ đô là nó là họ bớt cho em. Em về em bớt cho các chị 10 ngàn một mét vải, 20 ngàn một áo. Em kèm free ship cho các chị, hỗ trợ chỉ cắt vậy thôi các chị ơi. Còn nếu các chị không lấy nữa, em thua. Cho em đỏ đô giá 180, còn xanh lông công 200 ngàn. Áo mẫu nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị đắm cho em là tơ tằm đỏ đô. Nhận vải này không đẹp khỏi cần trả tiền cho em luôn. Các chị đã từng mua hàng xanh lông công này của nhà em rồi mà, nó là một lô duy nhất thôi vì nó quá nhiều. Thường người ta chỉ đặt một cây, hai cây, đây chỗ này nó không có kinh nghiệm, nó làm một phát một màu gần 20 cây, 10 cây, 15 cây, nó không thể bán hết nổi. Quá nhiều luôn đấy các chị. Em chốt đỏ đô trước nha các chị ơi. Sàn thuyền linh tơ tằm đỏ đô. Cứ bấm lon lông công luôn đi này, nó lỏng ra cho tí chị tự đặt thôi. Hay là phải nhập mã? Vân Anh nhé, thư tơ tằm đỏ đô. Thêm thì sàn tơ tằm đỏ đô. Thêm chân tơ tằm đỏ đô. Nhẹ trần tơ tằm đỏ đô. Diễn thi KB tơ tằm đỏ đô. Than Thúy Trần tơ tằm đỏ đô. Nguyễn Thị Hoài Trang tơ tằm đỏ đô. Vi Trần tơ tằm đỏ đô. Nguyễn Tâm tơ tằm đỏ đô. Lan Lan tơ tằm đỏ đô. Trần Duyên tơ tằm đỏ đô. Thu Nguyễn tơ tằm đỏ đô. Kim Liên Xen Vàng tơ tằm đỏ đô. Lệ Thanh tơ tằm đỏ đô. Hoa Trần tơ tằm đỏ đô. Kim Hàn tơ tằm đỏ đô. Minh Phượng tơ tằm đỏ đô. Nguyễn Thị Thục Lan tơ tằm đỏ đô. Hoàng Đỗ tơ tằm đỏ đô. Hương Nguyễn tơ tằm đỏ đô. Lô Đen Nguyễn tơ tằm đỏ đô. Trần Vân tơ tằm đỏ đô. Thu San tơ tằm đỏ đô. Diệp Nguyên tơ tằm đỏ đô. Nguyễn Kiều Thu tơ tằm đỏ đô. Đăng Hạnh tơ tằm đỏ đô. Phương Mỹ Trần tơ tằm đỏ đô. Thảo Phu Nguyễn tơ tằm đỏ đô 2 áo. Tuyết Trần tơ tằm đỏ đô. Nguyễn Hồ tơ tằm đỏ đô. Phạm Thị Kim Phượng tơ tằm đỏ đô. Nguyễn Lê tơ tằm đỏ đô. Tha Nguyễn tơ tằm đỏ đô. Thanh Thanh tơ tằm đỏ đô. Lệ Hà tơ tằm đỏ đô. Nguyễn Yến Huy tơ tằm đỏ đô. Dung Vang tơ tằm đỏ đô. Thu Toàn Nhà Mai tơ tằm đỏ đô. Đồng Mai tơ tằm đỏ đô. Huy Phúc tơ tằm đỏ đô. Hải Thủy tơ tằm đỏ đô. Như Phương tơ tằm đỏ đô. Mây Mây tơ tằm đỏ đô. Nguyễn Trang tơ tằm đỏ đô 2 áo. Thu Trần tơ tằm đỏ đô 2 áo. Phan Huy Định tơ tằm đỏ đô. Đinh Hồng Châu tơ tằm đỏ đô. Kim Hoàng Trần tơ tằm đỏ đô. Cường Nguyễn tơ tằm đỏ đô. Hoàng Anh Vũ tơ tằm đỏ đô. Anh Huỳnh tơ tằm đỏ đô. Jessica đi thêm một tơ tằm đỏ đô. Các chị xem,
của mình nè, nó đẹp lắm các chị mình ơi. Còn này. Các chị ơi, tơ tằm đỏ đô này chị em này, tơ tằm đỏ 80.000 là em hỗ trợ cho các chị nha. Vũ Thị Minh tơ tằm đỏ đô. Đúng rồi, hai áo tơ tằm đỏ đô. Các chị ơi, các chị khắc xỉn bên em á, ôm số lượng thì các chị nhắn tin cho mình nha. Thêm một áo. Lông phong tơ tằm đỏ đô 3 áo. Các chị khắc xỉ á, các chị ôm số lượng thì các chị nhắn tin cho Nhung giúp em nha. Hiền Vũ tơ tằm đỏ đô. Thi Kim Anh Nguyễn tơ tằm đỏ đô. Còn tơ tằm xanh lông công em vẫn giữ giá 200.000 một áo, nhưng mà em hỗ trợ các chị chỉ bằng cách là em free ship cho các chị thôi. Còn các chị hỏi em có bớt nữa không thì em chịu thua. Em chịu thua luôn á các chị. Nguyễn Hiên tơ tằm đỏ đô. Thi Đăng tơ tằm đỏ đô 2 áo. Mây Mây tơ tằm xanh lông công. Thắm Ngọc tơ tằm xanh lông công. Thanh Nguyễn tơ tằm xanh lông công. Nguyễn Thanh tơ tằm xanh lông công. Quỳnh Thanh Thánh tơ tằm xanh lông công. Nguyễn Thái Ngọc tơ tằm xanh lông công. Hải Hoan tơ tằm xanh lông công. Vân Bùi tơ tằm xanh lông công. Đỗ Thủy tơ tằm xanh lông công. Nô Đen Nguyễn tơ tằm xanh lông công. Minh Phượng tơ tằm xanh lông công. Hàng Hồ tơ tằm xanh lông công. Facebook luôn à. Trời ơi, ánh kia nhà em nó đẹp lắm các chị ơi. Thật sự mà các chị bảo là không còn vải gì mà đẹp hơn nữa không được nữa. Thì thật sự với các chị luôn là em thua. Thua, không còn vải gì đẹp hơn nổi. Phương Nguyễn tơ tằm đỏ đô. Các chị ơi, 300.000 một áo. Hai Chương tơ tằm đỏ đô. Nguyễn Hường tơ tằm đỏ đô. 300.000 một áo, 400.000 một bộ. Các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 6 tờ tằm xanh lông cho em nha.
Em còn hàng 100.000 phí ship cho các chị, em còn rất là nhiều. 10 tờ tập đó đâu. Nhiều mẫu đẹp lắm, đợi em một chút các chị ơi, cứ từ từ bình tĩnh cho em nha các tình yêu nhá. Từ từ các chị ơi, từ từ bình tĩnh cho em, không có thiếu hàng bán các chị đâu. Không có thêm một áo tờ tập đó đâu. Các chị ơi, chỉ cần các chị thương em, ủng hộ chia sẻ livestream cho em là được rồi các chị ơi. 69 cho em, giá 300.000 một áo cho các chị nha. Chắc phải là lụa ánh kim nha các chị ơi. Đồ ám kim của công ty Thái Quán đấy các chị nào lấy thì các chị chốt 69 cho em, đúng chuẩn màu tím luôn các chị mình ơi, đẹp lắm. Chị nào lấy thì các chị chốt 69 cho em, giá cho em là 300.000 một áo, 400.000 một bộ các chị ơi. Nhi Huỳnh 69, Thiền Bùi 69, Kim Liên Xem Vàng 69, Thảo Phương Huế 69, hai phép Liên Xem Chương 69, Phương Phương 69 phép, Tô Ngọc Trương 69 phép, Lan Chương 69 phép. Còn 2 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 Bên Phượng 69. Còn một đúng không? Dạ, một đúng không? Đẹp lắm các chị ơi. Thúy 469 nữa là em hết 69. Rồi bây giờ các chị có 4 bạn. Nguyễn Tê Rê Sa tơ tẩm xanh lông không? Phan Huy Đệ tơ tẩm xanh lông không? Đưa cái hàng nào? Đó là đây là đây. Cái lá này cái nào nó rồi. Thật sự mà các chị không mua rất là tí. Tơ tẩm đỏ đâu? Em tính các chị giá chỉ có 130.000 thôi. Em kèm em thêm phí ship cho các chị luôn, không phải trả em bất cứ một đồng nào tiền phí luôn nha các chị nha. Giá cho em 130.000 một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 52 cho em. Đẹp vô cùng luôn đó các chị. Mình hàng này các chị cứ mặc thử đi, mai mốt các chị hỏi em còn hay không. Vì tại vì những cái hàng này của em là hàng nhập, không em không có điều chỉnh được. Ví dụ em không có thể nào mà em biết được là nó có hàng hay không có hàng, nó còn hàng hay không còn hàng em bán các chị. Còn nếu mà đã bị tặng theo ý của em thì không có được, tại vì muốn một lần về là phải một lần về cả đông thì mới về được các chị ơi. Còn không thôi là không có về được các chị. 52 giá 130 thôi, hỗ trợ cho các chị phí ship luôn, không lấy đồng nào tiền phí luôn. 52 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 52 cho em luôn các chị ơi. Các chị ơi chia sẻ livestream cho em với nha, ủng hộ em bằng cách là chia sẻ livestream cho em với các chị ơi. Kim Hương 52, Thúy Hồng 52, Noren Nguyễn 52, Tuấn Nguyễn Thanh 52, Dì Cụ Phu 52, Trần Loan 52, Kỳ Trương 52, Tuyết Vân Trần 52 xếp, Cổng An Phương Phan 52, Nguyễn Hoa 52, Hoa Phương 52, Lý Thanh Hiền 52, Nguyễn Vân 52, Bùi Kim Phụ, Bùi Thị Kim Phụ 52, Thiếu Nguyễn 52, Bích Trâm 52, Nguyễn Thị Phương Thảo 52 xếp. Nguyễn Trần 52, Nguyễn Hiên 52, Thanh Thu Ngô 52, Đỗ Thuận 52 hai áo, Nguyệt Hồ 52, Hoàng Hôn 52, Nguyễn Trần 52, em hết 52. Cái này cũng vậy luôn nè các chị. Mình hàng này của em hỗ trợ các chị, em tính các chị giá 130.000 thôi, em xin ship cho các chị luôn, cho em 31 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 31 cho em luôn các chị ơi. Cái này nó có liên quan tới cái này không? Mà sao nó đưa chị quả tệ đi vậy? Em bỏ cho các chị xem mặt hàng nha. 31 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 31 cho em các chị ơi. Giá có 130.000 thôi, phí ship cho các chị 31. Còn có bằng này. Dì Vũ Khu 31, Thảo Phương Nguyên 31, Hiếu Nguyễn 31, Nguyễn Kim Oanh 31, Thúy Thu Ngô 31,
Văn Dương 31, Tư Nguyễn 31, Bé Tư 31, một. Đỗ Thuật 31, hai áo. Có một áo thôi. Chị Đỗ Thuật 31, em có một áo thôi chị ơi. Giá có 100.000 thôi các chị ơi, kèm phi ship cho các chị luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 26 cho em luôn này các tình yêu ơi. Cái màu này, cái set này phải nói là nếu mà chụp hình cho các chị like hơi bị nhiều nhưng mà hết hàng rồi các chị. 26 em có 3 thôi, chị nào lấy thì các chị chốt 26 cho em. Giá cho em 100.000 một áo 2m khổ 1m6 kèm phi ship cho các chị luôn. Có 3 thôi. Ủa con hả? Có mềm lộn không? Đâu, cái này là cái này là đội ơi. Bỏ ra coi. Đây còn áo này à. Đây này à. Sai rồi. Lộn rồi. Cái này là cái này. Rồi đưa cái màu gen kia đây cho chế có ba kìa. Đây này, đây này. Ờ, có thế này. Chị đi hai áo là đủ đó. Đây, đưa cái đó ra đây luôn đi. Tí em phối cái quần nó vô luôn đi nhỏ. Đưa cái quần đây nào. Sao là 26. Hanana Đỗ 26. Còn một. Nguyễn Phương 26. Hết 26. Các chị này đủ làm cho các chị giao xuyến chưa? Giá cho em có 100.000 thôi mà lại còn free ship cho các chị nữa. Trời ơi, không ghé mua hàng nhà em thì mua ở đâu nữa đây mới chế ơi. Cho em 19, chị nào lấy thì các chị chốt 19 cho em. Giá cho em 100.000 một áo 2m khổ 1m6 nha các chị nha. Này các chị may cổ thuyền tay dài, các chị mặc với quần đen đi lễ không đẹp nữa thì thôi luôn á. May đầm cũng đẹp luôn đấy mấy chế ơi. 19 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 19 cho em nha các chị nha. Em còn mắng này thôi các chị ơi, ủng hộ em bằng cách chia sẻ livestream cho em với đi các chị ơi, tương tác giúp em với nhá. 19 cho em giá 100. Quá đẹp. Giá quá trời quá đất dễ thương. Này, xinh chưa cơ chứ? Cho em là 98 luôn. Kim Nguyễn 19. Kim Nguyễn Thủy Kim 19. Thủy Thủy 19. Nga Nguyễn 19. Nguyễn Thủy Hồng Cẩm 19. Vũ Minh Lan 19 hai áo. Còn 2. Nguyễn Phương 19. Còn 1. Nguyễn Trang 19. 98. Còn đưa thành màu cho chế màu tím một bình luôn đi. Vũ Huyền 98. Nguyệt Hồ 98. Nguyễn Thanh Hương 2 áo 98. 98 cho em, giá có 100.000 thôi các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 98 cho em nha. Và đây, màu tím lục bình chắc phải siêu lụa, đẹp lồng lộn luôn. Chốt đơn cho em giá 100.000. Hôm nãy lý do vì sao em có nói với các chị giá 100.000 là vì sao có siêu lụa. Là vì hồi trước nhà em có hai mặt hàng, một là giá em gọi là siêu lụa giá 180.000, hai là lụa mango trơn giá 100.000. Nhưng mà bây giờ nếu như mà để bán mà vải này xong bán vải kia, các bạn cũng nhiều thứ phải đạt phải làm quá, cho nên thôi thì em tính các chị đồng giá luôn. Giá 100.000 một áo, em kèm free ship cho các chị luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là tím lục bình nha các chị nha. Các chị ơi, nếu các chị may nguyên bộ thì các chị vui lòng lấy giúp em hai áo nhé. Còn các chị hỏi em siêu lụa có đẹp hay không mà các chị, em xin thưa rằng với các chị là cái vải này nó không gọi là đẹp mà nó rất là dễ ứng dụng và hầu như tất cả các chị đều sử dụng được tất cả. Và nó không bao giờ nó xưa các chị nhé. Những cái dạng vải như vậy nó sẽ không bao giờ xưa hết. Tím lục bình cho em giá 100.000, em có 80 áo chốt cho các chị. Chị nào may nguyên bộ thì vui lòng lấy giúp em là hai áo nha. Em hỗ trợ cho các chị trên livestream với giá này và free ship cho các chị thôi. Còn nếu các chị mua sau live thì sẽ không có giá này và không được hỗ trợ free ship đâu nhá. Đỗ Phượng tím lục bình hai áo, Thúy Diễm tím lục bình, Hà Lê Phương tím lục bình, Nô Lê Nguyễn tím lục bình hai áo, Eva Huệ tím lục bình 10 áo, Thúy Huệ tím lục bình hai áo, Ruby
ruby ý phương tím lục bình, luyến hoa tím lục bình, đối luyến hoa tím lục bình, ngô thị hồng đài tím lục bình, ngân huyền tím lục bình, hoa mai tím lục bình, thủy thủy tím lục bình, liên thủy tím lục bình, nga võ tím lục bình, thu quách tím lục bình, thiên thu hưởng hai áo tím lục bình, nguyễn thị hoài trang tím lục bình, tô ngọc dung hai áo tím lục bình, lê thị hiền hai áo tím lục bình, trần thị phượng hai áo tím lục bình, hồng kim tím lục bình, phương trần hai áo tím lục bình, vũ minh lan hai áo tím lục bình, lê lan nguyên hai áo tím lục bình, lê nguyễn tím lục bình, lê thị liên hai áo tím lục bình, thu vàng hai áo tím lục bình, nguyễn trần hai áo tím lục bình, thu hằng nguyễn hai áo tím lục bình, phương thu tím lục bình, anna nguyễn tím lục bình. Chị Eva Huỳnh, chị Eva Huỳnh nó cắt liền in phiếu ra đi xuống cho ấy, nó cắt liền phiếu, đừng để cắt, đừng có để cắt lẻ ra tại vì vẫn còn đang hút ở dưới đó được. Vân Vi Thanh hai áo tím lục bình, Chương Hương tím lục bình, cầm phiếu xuống cho nó liền. Thu Dung hai áo tím lục bình, Loan Mai hai áo tím lục bình, Đức Minh tím lục bình, đưa cho chính một tím lục bình. Cao Trâm hai áo tím lục bình, Vũ Nhật Thủy Tiên tím lục bình, đẹp nét như Sony luôn, cho em đỏ giá 100.000 luôn, chị nào lấy thì các chị chốt đỏ lên cho em tím lục bình. Các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt đỏ cho em luôn nha, giá cho em có 100.000 một áo thôi. Từ nãy giờ em chưa rờ được cây nào mango, toàn siêu lụa không hết các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ cho em luôn nha các chị nha. Giá có 100.000 thôi các chị mình ơi. Đỏ em cũng có 80 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ cho em luôn nha các chị nha. Kim Loan tím lục bình, đỏ cho em giá 100.000 luôn các chị ơi. Thúy Diễm đỏ, Hà Lê Phương thêm hai đỏ nữa là ba. Nghi Hương đỏ, Nô Đêm Nguyễn đỏ, Phạm Thị Ngọc Bích đỏ hai áo, Tiên Chiên đỏ. Võ Mùi đỏ, Eva Huỳnh đỏ, Eva Huỳnh đỏ 10 áo khách liền. Nguyên Ngô đỏ 3 áo, Nguyễn Phương Bùi đỏ, Thúy Hồng đỏ 8 áo, Thảo Phương Nguyễn đỏ 5 áo, Nguyễn Công Bằng đỏ, Hoàng Thúy Trần đỏ, Nhung Lê đỏ, Hoàng Thị Mai đỏ, Nguyễn Thanh Hoa đỏ, Hà Kim đỏ 1 bộ em chốt 2 áo, Nguyễn Linh đỏ, Nguyễn Thanh Hương đỏ, Tam Mi Cao đỏ, Nguyễn Nhung đỏ, Trần Y Bình đỏ 2 áo, Vân Hạnh đỏ 2 áo, Nguyễn Huyền đỏ, Bảo Trân đỏ, Vũ Minh Lan đỏ 2 áo, Lê Thị Tơ đỏ 2 áo, Thu Nguyễn đỏ, Yên Thị Vĩnh đỏ, Nô Đê Nguyễn đỏ 2 áo, Phương Thu đỏ, Trần Thúy đỏ 2 áo. Các chị ơi, cho em là gặp, trời ơi nó đẹp, trời ơi nó đẹp, gặp cho em giá 100.000 các chị ơi. Chắc phải từ nãy giờ em nói thiệt với các chị là em chưa hề gặp bất cứ một khúc vải nào của em mango luôn, toàn siêu lụa không. Giá cho em 100.000 thì nào lấy thì các chị chốt gặp cho em, may nguyên bộ thì vui lòng lấy giúp em hai áo nha mấy chú ơi. Lê Hồng đỏ hai áo nha, chị nào lấy quay nguyên bộ thì vui lòng lấy giúp em là hai áo các chị ơi, ngay và liền luôn. Em hỗ trợ cho các chị mua trực tiếp trên live được xin ship, mua trực tiếp trên live được giảm giá nha các tình yêu nhá. Gạch cho em giá 100.000 thôi các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt. Hồng Kim gạch, Hiếu Nguyễn gạch, Đinh Trần gạch, Ngân Huyền gạch, Nô Lê Nguyễn gạch 2 áo, Hoa Nguyễn gạch 2 áo, Thúy Thu Ngô gạch,
45 gạch 2 áo, Trâm Lê gạch, Trần An gạch 2 áo, Đoàn Thị Hòa gạch, Đoàn Thị Kim Phương gạch, Dương Thị Lý gạch 2 áo, Hà Thanh Nguyễn gạch 2 áo, Nga Nguyễn gạch, Hiền Trương gạch 2 áo, Phê Lì Phạm gạch 2 áo, Bạch Yến gạch, Nguyễn Thị Hoài Trang gạch, Hiền Nguyễn gạch 2 áo. Các chị ơi, các chị còn muốn mua nữa không? Bây giờ em còn đúng 3 màu thôi là xăng cô ban này, vàng đồng và xăng rêu thôi. Nếu các chị còn nhu cầu em bỏ ra này. Em ơn Nguyễn gạch 2 áo. Đấy, em chỉ còn những màu như thế thôi. Các chị ai lấy thì các chị chốt xăng cô ban cho em, hỗ trợ cho các chị toàn siêu lụa không, giá 100 ngàn tết gạch cho các chị luôn. Nga võ gạch. Cây này mình hàng này là siêu lụa này các chị, đẹp lắm luôn á. Trúc Ly Trương Thị gạch 2 áo, Huệ Tâm gạch, Thu Nguyễn gạch. Cho em xăng cô ban nha. Chị nào lấy thì các chị chốt xăng cô ban cho em. Huyền Linh gạch 2 áo, Nguyễn Linh gạch, Thu Dung gạch, Linh Ly gạch 2 áo. Ông Nội gạch, Thu Dung gạch 2 áo, Kiều Nga gạch, Trần Thúy gạch 2 áo, Nguyễn Thị Hằng gạch 2 áo. Các chị ơi, xăng cô ban giá cho em có 100 ngàn thôi, free ship cho các chị luôn. Tự tin mua hàng nhà em, không mất đồng nào tiền phí. Chất vải đúng chuẩn siêu lụa, không phải men hồ. Còn cái nào men hồ sẽ nói cho các chị nha. Dạ, cái khúc cây nào men hồ luôn. Vậy mà tụi nó bảo, chứ cô ơi, toàn là mặt hàng giá 180 không, ngày giờ có cắt không? Bảo giờ không cắt bán cho các chị thì để làm gì bây giờ? Thôi, coi như là đại hạ giá cho các chị luôn á. Ruby Ý Phương sang cô ban, Nguyễn Thanh Hương sang cô ban 3 áo, Lily sang cô ban 2 áo, Eva Huỳnh sang cô ban 10 áo, Nguyễn Thị Hoài Trang sang cô ban, Thúy Phương Bùi sang cô ban, Thu Trần sang cô ban, Thanh Thúy Trần sang cô ban 2 áo, Cao Trâm sang cô ban, Tô Ngọc Dung sang cô ban, Phan Huy Định sang cô ban, Lê Thị Tơ sang cô ban, Hồng Kim sang cô ban, Huỳnh Thị Từ Vi sang cô ban, Trần Y Bình sang cô ban, Tuyền Linh sang cô ban, Lan Nguyễn sang cô ban, Cỏ Dại sang cô ban. Quá đẹp các chị ơi. Thúy Ái Trần sang cô ban, Diên Vũ sang cô ban, Trần Thị Phượng sang cô ban 2 áo, Nguyễn Kim Liên sang cô ban, Hồ Nguyệt sang cô ban, Sang Trần sang cô ban 2 áo, Hoàng Hôn sang cô ban, Lê Điệp sang cô ban, Vân Linh sang cô ban 2 áo, Trần Lan sang cô ban, Viu Nguyễn sang cô ban 2 áo. Em còn vàng đồng. Hoàng Bùi sang cô ban 2 áo, Hà Lê Phương sang cô ban, Dung Cao sang cô ban, Oai Lê Kiều sang cô ban, Chi Nguyên sang cô ban, Nhung Lê sang cô ban, Trần Bình sang cô ban 3 áo, Nguyễn Yến Ly sang cô ban, Dương Thị Lý sang cô ban 2 áo, Hoa Lê sang cô ban, Hồng Thúy sang cô ban 2 áo, Hà Kim sang cô ban 2 áo, Phương Nguyễn sang cô ban 3 áo, Lily sang cô ban 2 áo, Nam Mi sang cô ban 2 áo. Vàng đồng giá có 100 ngàn thôi đó các chị, siêu lụa, free ship cho các chị luôn, cứ nhận về thử đi các chị. Nếu vải của em mà không đẹp thì các chị không bao giờ mua hàng của em. Đấy, em chỉ nói một câu đơn giản, rất là đơn giản như thế thôi. Thật sự mà em bán cho các chị đồ dùng sang cô ban 2 áo, sang cô ban 2 áo. Thì em nói thiệt với các chị chứ em không bao giờ có một lượng khách hàng gọi là cực kỳ hùng hậu và đông đảo như thế. Nếu như mà em bán vải cho các chị không chất lượng, nếu như mà em bán vải cho các chị gọi là lừa dối khách hàng, không bao giờ.
Các chị ơi, vạn sự bất tín. Không bao giờ có chuyện mà nếu như mà bán hàng cho các chị mà đẹp, không đẹp mà các chị mua nhiều như thế và các chị ủng hộ và yêu mến nhiều như thế luôn. Giá cho em 100.000 nha các tình yêu ơi, màu vàng đồng nha, chất vải của em là chất siêu lụa nha các chị, và em còn một theo nữa, còn có bằng bảy màu thôi nha các chị. Chốt vàng đồng trước nha các chị nha, giá cho em 100.000, em hỗ trợ phí ship cho các chị ha. Eva Huỳnh vàng đồng 10 áo, Vân Bùi vàng đồng 2 áo, Trần Y Bình vàng đồng 2 áo, Nguyễn Bình Phương vàng đồng, Hoàng Thị Mai vàng đồng, Tâm Phương vàng đồng, Nô Đen Nguyễn vàng đồng, Thu Nguyễn vàng đồng, Phan Huy Định vàng đồng, Vũ Minh Lan vàng đồng, ông nội vàng đồng, đưa cái Eva Huỳnh ra phòng. Hà Nguyễn vàng đồng 2 áo, Đoàn Thị Hòa vàng đồng, Nguyễn Kim Liên vàng đồng. Đinh Thu Hường vàng đồng. Lý Ngô vàng đồng 2 áo, Thiền Bùi vàng đồng 2 áo, Hoa Phan vàng đồng, Lily vàng đồng 2 áo, Hoàng Hôn vàng đồng, Hoa Mai vàng đồng, Sang Trần vàng đồng 2 áo, Thanh Đỗ vàng đồng, An Kim vàng đồng, Đức Minh vàng đồng 2 áo, Trần Siri Trần vàng đồng, Kê Su Anh vàng đồng, Hoa Thiên Lý vàng đồng. Sun rail cho em giá 100.000 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt sun rail cho em nha. Giá 100.000, chị nào lấy thì các chị chốt sun rail cho em giá 100.000 các chị ơi. Còn mango đen thì nhà em lúc nào cũng có sẵn hết á, các chị thích mua bao nhiêu cũng đều có hết nha các tình yêu nhé. Cho em sun rail giá 100.000 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt sun rail cho em nha các chị nha. Quá trời quá đắt. Hoa Nguyễn xanh rêu 2 áo, Thảo Phương Nguyễn xanh rêu 5 áo, Lily xanh rêu, Thúy Diễm xanh rêu 2 áo, Lucy Gabi xanh rêu. Nguyễn Diễm xanh rêu. Hoài Bắc xanh rêu 2 áo, Nga Nguyễn xanh rêu, Bảo Trân xanh rêu, Võ Nhật Thủy Tiên xanh rêu, Nguyễn Hoa xanh rêu. Xanh rêu cho em giá 100.000. Quốc Mai Huỳnh xanh rêu, Lê Mỹ Hạnh xanh rêu, Hoa Phan xanh rêu. Các chị ơi, các chị ơi, Lê Hương xanh rêu, Nguyễn Kim Liên xanh rêu, Thanh Thu Ngô xanh rêu. Phải nói là một sự vi diệu nha. Nga Đặng 2 xanh rêu, Vũ Phận 2 xanh rêu, Thay Thúy Trần xanh rêu, Nguyễn Việt Hà xanh rêu. Quá trời quá đất nó đẹp luôn các chị ơi, 300.000 một áo, 400.000 một bộ, chất phải. Anh Huỳnh xanh rêu 2 áo. Các chị ơi, lụa Thái Tuấn ấm kim nha các chị nha. Lụa Thái Tuấn ấm kim các chị ơi, giá là 300.000 một áo các chị. Cực kỳ vàng đồng 15 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 15 cho em đồng. Các chị ơi, Đi thu hưởng thêm một áo vàng đồng. Mười lăm cho em nha các chị nha, chị nào lấy thì các chị chốt 15 cho em, giá cho em là 300.000 một áo, 400.000 một bộ các chị ơi. Chất vải là lụa Thái Tuấn ăn kim nha các chị nha. Ôi các chị ơi, cái này mà không đẹp thì em cũng không biết mặc cái gì luôn. Từ từ đang bán mà, chưa bán tới mà, từ từ đã. 15 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 15 cho em, giá cho em là 300.000 một áo. Mặc một áo là đáng tiền một áo, mặc là đẳng cấp chứ không mặc là chất lượng đâu các chị. 15 cho em giá 300.000, chị nào lấy thì các chị chốt 15 cho em. Em đi Nguyễn 15. Quá trời 15. Quá đất sang luôn á.
Tôn Nguyễn thay 15. 15 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 15 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ các chị ơi. Cái trend này em nói các chị là các chị mặc thử đi. Mới toan toàn toàn, mới toan xà toàn luôn các chị ơi. 15 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 15 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ. Chất vải là lụa thái tốn ấm kim nha các chị nha. Chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 15 cho em. Vân Phạm 15 set. 15 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 15 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ các chị ơi. Này tí nữa em chụp hình em úp nha các chị nha. Bàn Thiền Xanh Rêu 2 áo. Tí nữa em chụp hình em úp. Chị nào lấy thì các chị chốt 15 cho em. 300 các chị ơi, 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 15 cho em. Chia sẻ livestream cho em với đi các chị ơi. Tương tác giúp em với nha các chị nha. 15 này các chị không lấy thật đó hả? Trời ơi, chị chụp hình hả nha. Giá cho em 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 15 cho em. Hôm nay cái mẫu kia em phối chưa ha? Hôm nay cái mẫu kia mày phối chưa ạ? Đâu lên cho chị nè. Em đã hết cái mẫu này luôn đi. Không bao giờ nghĩ mà cái mẫu này nó còn nhiều như vậy luôn ấy trời. Vậy mà hôm nào tưởng hết rồi. 130.000 một áo các chị ơi, free ship cho các chị luôn nha. Trời em đứng đây em thấy thì nó còn đang để đây quá trời là may mắn luôn. Giờ phải bán cái này để trẻ học cho chúng ta. Em cũng đang đã làm đó phải không? Mình hàng phải nói là siêu siêu đẹp luôn á. Nè, chuẩn chưa? Nếu mà chị nào đã từng mua vải này á, là các chị sẽ biết tới cái chất vải của Thái Tuấn. Giá đến 450.000 cho đến 400.000 một áo. Thì em vẫn còn đang bán để kia kìa các chị. Đẹp vô cùng luôn á. Chốt đơn cho em giá 130.000 một áo. Em free ship cho các chị luôn 08. Chị nào lấy thì các chị chốt 08 cho em. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. 08 cho em giá 150 130 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 08 cho em. Không xù xước đường chỉ, không nhăn luôn. Cho các chị quấn vòng 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 tròn 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 tròn. Các chị bỏ vô mấy giặt các chị giặt cũng không nhăn luôn. Riêng vải này nha các chị nhá. Cho em 08, chị nào lấy thì các chị chốt 08 cho em. Vân Dương 08, Lũ Nguyễn 08, Jessica V 08, Diệp Vy 08, Ruby Ý Phương 08, Thúy Hồng 08, Nguyễn Hồng Lạnh 08, Hồng Trang 08, Hoàng Tuyến 08, Lý Lê Hòa 08, Huyền Nguyên 08, Thảo Phạm 08, Thúy Phượng 08, Ngọc Anh 08, Nguyễn Sử 08, Chi Lê 08, Đinh Thị Liên 08, Thủy Loan 08, Hai Đấu 08, Anna Cẩm 08, Văn Ngô Phim 08, Hoài Nhi 08, Vân Võ 08, Hồng Oanh 2 áo 08, Tiết Trần 2 áo 08, Thanh Thu Ngô 08, em còn 5, chị nào lấy thì các chị chốt 08 cho em các chị ơi. Giá 130.000 một áo, free ship cho các chị luôn. Cái mẫu này thì giá có 100.000 thôi các chị ơi, kèm free ship cho các chị luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 21 cho em luôn.
Thì này em siêng năng chụp hình cho các chị để các chị biết được là hoa nhí ở ngoài nó xinh và nó đẹp như thế nào, mà giá trời ơi có một ít ít thôi các chị là 100 21 nha các chị nha. Em học theo mấy đứa nó bán hàng online, nó bán quần áo nó cứ ghi một ít ít với hai ít ít, em chả biết nó là cái gì. Tự nhiên giờ em mới biết được là nó nói một ít ít là cái gì, trời ơi trời. Giá xe KV 21, Kim Chi Lê 21, Nguyễn Phượng 21, Thảo Ngô 21. Thanh Hương 21. 21 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 21 cho em, giá cho em là 100.000 một áo các chị ơi, vi ship cho các chị luôn nha các chị nha. Nguyễn 21. Tuấn Nguyễn Thanh 21, Thanh Thúy Trần 21, Phạm Vân 21. 21 em còn 1, chị nào lấy thì các chị chốt 21 cho em. Vân Trà 21 còn 2. Kim Chi 21 còn 1. Hoa Nguyễn 21 em hết các chị ơi. Một ít đất tiếp kìa, đây là thể em cắn lên siêu phẩm cho các chị luôn, dễ gì bỏ qua nó được. 21 em hết rồi nha các chị ơi. Chốt đơn có 100.000 thôi. Ui là trời ơi. Giá có 100.000 thôi các chị ơi, mã số 13 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 13 cho em luôn nha các chị nha. Các chị ơi chia sẻ livestream cho em với thì các chị tương tác giúp em với nhá. Ôi giờ trước như chế có cái áo này bán luôn rồi từ đời nào luôn rồi đúng không Nhung? 13 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 13 cho em đưa các chị cái xanh ngọc lá nó luôn nè. Cái xanh ngọc á. Ừ. 13 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 13 cho em nha. Giá cho em 100.000 một áo luôn các chị ơi, không nhăn không xù xước được chị. Mặc bảo hành cho các chị. Ruby Ý Phương 13, Vũ Huyền 13, Nguyễn Phượng 13. Kim Chi Lê 13, Mai Thanh Hải 13, Tuyết Nguyễn 13, Nguyễn Hoa 13, Thúy Thu Ngô 13. Phương Nguyễn 13. 13 cho em giá 100.000 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 13 cho em nha các chị nhé. Giá cho em 100.000 một áo. 200.000 một bộ thôi các chị ơi. Tuấn Thanh Nguyên 13, Chi Nguyên 13, Nga Nguyễn 13, Hoa Hoàng 13. Còn 4. Chị nào lấy thì các chị chốt 13 cho em nha các chị. Nguyên 13. Tuyết Lê 13. Anna Cẩm 13 còn 1. Lắm. Giá cho em 100.000 luôn các chị ơi, ai lấy thì các chị chốt xanh ngọc cho em đi các chị. Xanh ngọc cho em giá 100.000. Ai là các 13 nữa em hết. Cho em xanh ngọc nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh ngọc cho em luôn, giá cho em 100.000 một áo luôn các chị ơi. Các chị xem không còn sự nào mà duyên hơn cái sự săn ngọc này luôn á. Săn ngọc cho em luôn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt săn ngọc cho em luôn, giá cho em có 100.000 một áo thôi các chị mình ơi. 100.000 một áo 2m, khổ 1m6, kèm phi ship cho các chị luôn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt săn ngọc cho em. Bây giờ các chị đang rất là thích nhí cho nên là em sẽ lên hoàn toàn. Đà Nguyễn Phi Ngân xanh ngọc, Kiều Dinh xanh ngọc, Thúy Diễm xanh ngọc, Kiều Minh xanh ngọc. Bản thân em còn mặc nhí em còn thích như nó chi là đến các chị. Hoa Hoàng xanh ngọc, thế đấy chứ. Em còn Nguyễn Phượng xanh ngọc, em còn Thu Huyền Đỗ xanh ngọc. Ai nói gì thì nói, chị em vẫn thích nhí. Mặc dễ thương lắm luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh ngọc cho em. Bé Tư hai xanh ngọc, Tuấn Nguyễn Thanh xanh ngọc, Nguyễn Ngọc là xanh ngọc, Quỳnh Phan Khánh xanh ngọc. Xanh ngọc cho em giá 100.000 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh ngọc cho em nha. Xanh ngọc. Giá có 100.000 một áo thôi đó các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh ngọc cho em nha. Em rất là xinh. Rồi cái mẫu này còn có 3 áo, 4 áo gì ạ? Này, giá cho em cũng 100.000 một áo luôn. Em kèm free ship cho các chị luôn.
cho em 78 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 78 cho em. Em còn có đúng 3 áo nè mấy chị ơi. Ôi ôi, 78 cho em giá 100 ngàn luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 78 cho em. Giá cho em 100 ngàn một áo kèm free ship cho các chị luôn. Con nào còn như này ơi. Cái đó lấy cái quần mình đính nước vô là đẹp nhất. Rồi đưa cái lá vàng vào đây. Nguyên lá này em có hai màu cho các chị là lá vàng và lá đỏ. Mình bán các chị lá vàng trước nha. Anna Nhung 78, Thanh Hương 78 của màu, Hà Kim 78 hết. Cho em lá vàng luôn các chị ơi. Đưa lá đỏ cho chế luôn nha. Không, lá đỏ đây này. Lá đỏ đây này. Các chị ơi. Đây em có cả hai màu luôn. Ai lấy màu nào thì lấy màu đó cho em. Mỗi màu còn mấy thôi các chị ơi. Cái giá nó còn nhiều để mà bán luôn ấy. Cái kia lá vàng hay lá cam? Đưa đây. Còn đây là còn lá cam. Thúy Hiếm lá vàng, Huỳnh Ngân lá vàng, Thiền Trương lá vàng, Thế Quy Lương lá vàng, Vũ Huyền lá vàng, Anh Trang lá vàng. Lá đỏ còn có 2 thôi. Rồi tiếp luôn đưa cho chế nào. Cái máy này nè. Đây. Đấy. Không đẹp nữa thì thôi luôn á. Hôm nay là coi như là tính với các chị là toàn là mẫu đẹp không á. Mà tính giá có 100 ngàn, các chị mặn nhẹ mua hàng thì em mua về tặng khỏi cần phải lấy tiền phí các chị luôn. Chốt 41 cho em luôn. Hà Nguyễn lá đỏ, hết lá đỏ 41 cho em luôn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 41 cho em luôn. Giá chốt đơn cho các chị đúng 100 ngàn luôn các chị ơi. Đây là em đưa đổ cái quần tím đó qua cái áo này cho chị. Còn cái kim lấy đổ qua cái quần màu vàng cho chị. Ừ. Cái quần tím đổ qua đây, cái quần vàng đổ qua đây cho chế nào. Trời ơi. Đi ra list 41, Bùi Thị Kim Phượng 41, Trang Nguyễn 41, Lê Trà 41, Duy Như Hà 41, Hà Nguyễn 41. Quần lùa rết 1m2 giá 50 ngàn một quần nha chị Khánh Thi Lê. Quỳnh Phan Thanh 41 set, Trần Mai 41, Nam Trần 41, Thanh Hương 41, Nguyễn Hoa 41. Quân 41 cho 41. Em á chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 41 cho em nha. Hồng Nguyễn 41, Hoa Nguyễn 41 set. Các chị nhìn thấy sang không? Giá có 100 ngàn thôi đó các chị. Cho em 32, chị nào lấy thì các chị chốt 32 cho em luôn. Giá cho em 100 luôn các chị ơi. Kèm free ship cho các chị luôn nha các chị nha. 32 cho em giá 100 ngàn chị nào lấy Hà Lê Phương 41, Thắng Ngọc 41 còn. Cho em giá cho các chị là 100 ngàn một áo 2m, khổ 1m6 kèm free ship. Kia màu đen. Bỏ ra luôn, chứ không phải là màu khác. Hồ Tuyền 32, Nguyễn Hoa 32, Hà Nguyễn 32, Trần Bí Huyền 32, Vũ Huyền 32, Phú 32, Bảo Trân 32 và một cái đá khác. Hồng Trang 32. Cho em mã số 100 luôn các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt mã số 100 cho em luôn. Giá cho em 100 ngàn một áo luôn. Mấy mẫu này các chị cứ yên tâm. Nếu các chị muốn nhìn cận cảnh, em bán hàng xong là em sẽ úp lên cho các chị, để các chị so sánh được. Và các chị nhìn trên line nó không thật, nó không có nét bằng khi em chụp hình cho các chị rõ hơn đâu. Giá cho em 100 ngàn một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em mã số 100 chất vải lụa mịn của em luôn đấy các chị. Em free ship cho các chị luôn nha các chị nha. Màu này các chị mặc trắng da lắm này.
100 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 100 cho em. Nhất Trinh Gabi 100, Phạm Thùy Linh 100, Thảo Ngô 100, Phạm Thị Kim Phượng 100, Nguyễn Thị Mai 100. Mỹ Phương Bùi 100, Mỹ Nguyễn 100, Hai Xét, Thanh Hương 100, An Ai Nương 100, Anh Nguyễn 100, Thế Quy Nương 100, Nhất Trinh Cao Chương 100, Nguyễn Trinh 100, Lily 100, Trinh Trinh 100, Dynamics 100, BT Vũ 100 xét. 100 cho em, giá 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Trinh Trinh 100, Trinh Trang Phạm 100, Hai Thúy Trần 100, Hiệp Bùi 100, Anna Cẩm 100, Na Lê 100, Thức Mai Linh 100. Cái này là cái quần màu hồng trắng đó, còn một ôi cái chị ôi xinh lắm. Điều hòa áo nha, đại diện điều hòa áo kìa, người đến điều hòa áo khác rồi. Các chị ơi cho em 65, chị nào lấy thì các chị chốt 65 cho em. Cho các chị nhìn cận cảnh của nó, nhìn cho các chị xem cái hoa văn của nó xinh cực kỳ luôn ấy. 65 cho em, giá 100 nghìn, chị nào lấy thì các chị chốt 65 cho em các chị ơi. Giá cho em 100 ngàn một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 65 cho em nha các chị nha. Tí nữa em sẽ ủng phần lên cho các chị sau. Ông làm sao bán được hết luôn đấy các chị mà. Trời ơi, sao mà nó đẹp như thế. Ôi, 300 ngàn một áo nha các chị nha. 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 23 cho em. Chất vải là lụa Thái Tốn ấm kim các chị ơi. Cho em nha các chị nha, chị nào lấy thì các chị chốt 23 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ các chị ơi. Chất vải là lụa Thái Tuấn ấm kim nha các chị nhé. 23, chị nào lấy thì các chị chốt 23 cho em. Trời, cái màu vàng đồng quá đẹp. Cái này gọi là đẹp nức nở lòng người luôn. 23 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 23 cho em. Giá cho em là 300 ngàn áo, 400 ngàn một bộ các chị ơi. Thảo Phương Nguyễn 232 xếp. 23 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 23 cho em. Lily 23, Mê Phượng 23. 23 cho em nha các chị nha, chị nào lấy thì các chị chốt 23. Bỏ giá 23. Chất vải là lụa Thái Tuấn ấm kim nha các chị ơi. Sang nó luôn là quyền bên shop nhà em luôn á các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 23 cho em nha các chị nha. Chia sẻ livestream cho em với thì các chị ơi, công tác giúp em với nha các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 23 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 23 cho em. Sang qua trời. Trang Trang 23 xếp, Nguyễn Hoa 23. Còn 3. Chị nào lấy thì các chị chốt 23 cho em nha các chị. Hồng Đỗ 23 xếp. 23 cho em, giá 300 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 23 cho em.
Các chị ơi, các chị mặc thử vải này nhà em một lần đi. Đặc biệt những chị đã mua quá nhiều những hàng mặt hàng khác rồi, em cam đoan và tự tin cho các chị mặc là chị có hiền mà thôi luôn. Chị nào lại bé 223 to môn 23 set. Giờ em bán cho các chị một mẫu này. Nếu chị nào đang có ý định kiếm một cái áo để mặc đám cưới con thì các chị lựa ngay cái mẫu này cho em. Màu tuy là rất là tối nhưng mà phối rất là sang, và các chị mặc lên sân khấu xong các chị chụp hình các chị mới thấy nó đẹp như thế nào luôn. 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ các chị ơi. Cho em mã số 75 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt mã số 75 cho em. Anh Kim phải nói là siêu sang chẳng luôn, chứ không phải là sang đường. 75 cho em, giá 300 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt mã số 75 cho em. Và đặc biệt nữa là chị nào mà thích á, mà mặc theo cái dạng mà thường hay làm hoa ở eo á, các chị quay ngược hoa lên cho em. Trời ơi, sức sắc. Thảo Phu Nguyễn 75 2 set. Sức sắc luôn. 75 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 75 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo. 75 các chị ơi. Diệu Minh 75. Ba trăm ngàn một áo, 400 ngàn một bộ các chị ơi. 75. Tuyết Vân Trần 75. Minh Phượng 75. Đà Nguyễn Thi Ngân 75 xếp. Đinh Hồng Châu 75. Phương Võ 75 xếp. Tiền Trương 75. Đến bao nhiêu thì thêm. Đến mà thiếu thì dư thì đấy chị Dương chốt thêm chứ không thiếu đâu. Nhưng mà nếu mà có dư thì chốt thêm. Có cái kia 2 mét mấy 3 mét để bỏ vô cho cái chị được 2 áo. Thảo Phương Nguyên. Ôi nó đẹp lắm mấy chế ơi. 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 18 cho em luôn. Đó đó. Này ở ngoài của nó là màu ốc biêu ấy các chị. Các chị có cái con ốc ấy, các chị luộc lên cái màu nó, cái màu của nó hơi cải cải úa úa như thế nào thì cái màu này nó y chang như thế luôn. Sang cực kỳ luôn á. 18 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 18 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ các chị ơi. Tuyết Vân Trần 18, Nguyễn Hoa 18, Thảo Phương Nguyễn 18 3 set. Nguyễn Bình Phương 18, Tiền Trương 18 3. Phương Nguyên 18 còn 2. Phạm Xem 18 còn 1. Còn các chị. Nhung Nguyễn 18. Đặc biệt nha các chị. Đặc biệt là cái chất vải này này, khi các chị mặc vải trơn bản thân của nó đã rất là đẹp rồi các chị, rất là đẹp luôn rồi. Chứ đừng nói xấu là thiết kế lên như vậy nha các chị nha. 18 em hết rồi nha các chị ơi. Thôi rồi, ta đã xa nhau. Cho em 97 luôn các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 97 cho em luôn. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ, chất vải là lụa Thái Xuân Ấm Kim. Toàn bộ đơn hàng các chị mua của em shop em từ ngày 23 tây tháng 2 cho tới ngày 8 tháng 3. Bên em sẽ hỗ trợ hoàn toàn phí ship cho các chị, không phải trả bất cứ một đồng nào tiền phí hết. Chỉ mua hàng và trả lời tin nhắn giúp em ok cho hàng đi ngay và liền luôn. Toàn bộ đơn hàng của các chị sẽ được phí ship. Đơn hàng bên em gửi cho các chị bị lỗi, bị default, bị có vấn đề gì, các chị có thể liên lạc số hotline hoặc các chị có thể báo trên mà live stream của nhà em để bên em sẽ hỗ trợ và kiểm tra lại đơn hàng cho các chế nhà mình nhá. 97 cho em, giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ. Màu này em gọi là màu hồng tím, hồng mà pha với tím ấy các chị. Chàng ơi, sang siêu sang chặt luôn. 97 thì nào lấy thì các chị chốt 97 cho em. Các chị ơi, 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ 97 các chị nhá. Quá trời quá đất luôn. 97 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 97 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ. Nhưng các chị em thích mấy cái màu như vậy lắm. Tại vì thực tế là xanh đỏ tím vàng bán quá nhiều. Phương Nguyên 97, Loan Phương 97,
97 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 97 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ các chị mình ơi. Đẹp lắm các chị, đẹp và sang vô cùng luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt 97 cho em. Mấy cái hàng, mấy cái màu này này, hàng mà hàng trơn nó không có các chị ơi. Hàng trơn của Thái Tuấn là không có những màu này đâu. Chị nào lấy thì các chị chốt 97 cho em. Giá cho em những màu quần gì thì Messenger giúp em nha, chị Thánh Thanh Mai ơi. Các chị ơi, 97 chị nào lấy thì các chị chốt 97 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ nha các chị yêu nha. Trend này mà không đu thì đu trend nào đây các chị. Cái mình hàng ở ngoài đẹp. Cho chế áo truyền tay ra 40 cho em các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 40 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 40 cho em. Các chị ơi, 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 40 cho em. Lắm luôn đó. Hà Tuyến 40, Thiên Y Nguyễn 40. Các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 40 cho em. 40 xét. Điều phạt 40. Ngọc Thắng 40 hai áo. Kim lên xem vàng 40. Còn 12. 40 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 40 cho em. Ở thầy lên hàng xe đi thân ơi. Dạ. Dưới kia làm chưa? Chị nào lấy thì các chị chốt 40 cho em các chị ơi. Còn một. Em cho các chị xem. Nét đẹp của nó phải nói là tuyệt vời luôn á. Các chị ơi, 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ nha. Em còn một áo thôi, chị nào lấy thì các chị chốt 40 cho em. 29 cho em luôn này các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 29 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ luôn nha các chị nha. Vân Phan 40. Đứng xa. 29 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 29 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ các chị ơi. Lụa Thái Tuấn ám kim. Thay đổi thành quần màu hồng dâu cho chị đi. Không có đơn mặc cái quần này. Còn màu hồng dâu cho chị. Mặc một quần màu nâu á. Chị Diệu Phạm có 40 rồi nha chị. Dung Phạm 29. Chị 29 chị nào lấy thì các chị chốt 29 cho em. 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 29 cho em nha các chị nha. Hoàng Anh 29. Như Hà Nancy Lê 29 xếp. Kiều La 29. Ngọc Thắng 29. Dung Cao 29. Còn 1. 29 em còn 1. Chị nào lấy thì các chị chốt 29 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ các chị ơi.
mẫu này nếu mà để em phối cho các chị là một là em phối quần màu nâu, hai là em phối phồng tông là màu cam sữa. Chốt đơn cho em 300 ngàn một áo luôn, cho em mã số 35. Lê Nguyễn 29 set. Cho em mã số 35 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 35 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ. Chất vải là lụa thái tôn ấm kim nha các chị nha. No, hai cái màu đấy nó không có liên quan gì tới nhau hết, không thì em bỏ quần màu màu nâu đen vô cho chị cũng được. 35 các chị ơi, một cái là một kem sữa, một cái là một hồng dâu, đi bỏ với nhau thì chúng ta vậy. À gì đua này, cho em 35 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 35 cho em nha các chị nha. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ các chị ơi. Các chị ơi, các chị nhận được ở ngoài đi. Thật sự là các chị mới cảm nhận được là nó đẹp như thế nào. Còn các chị đang nhìn ở trên live stream này, nó rất là, nhiều khi nó cũng nghĩ là ủa nó cũng là hoa thôi mà. Nhưng cái quan trọng nhất em vẫn nói là cái mình hàng của cái chất vải này các chị mặc không đã đẹp rồi. 35 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 35 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ các chị ơi. Đừng nhìn bằng cái ánh mắt ở lại bình thường như thế. Đó là một cái mà để mai mốt mà cũng biết được phối hàng cho khách ấy. Giá cho em 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ. Các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 35 cho em nha các chị nha. Hoàng Nguyễn Mai đi 3 năm. Trời ơi, 35 sang lắm luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt 35 cho em. Các chị ơi, giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ. Màu này của em ở ngoài là màu cam sữa nha các chị nha. Giá cho em là 300. Chị nào lấy thì các chị chốt 35 cho em. Cái mẫu này không thích cả tí nữa, cứ vậy một phần thôi. Tối này họ dần dần đời luôn. Ôi, mẹ ghê vậy đó mà. Như cái hộp xanh kia là cái gì này. Đây. Đấy xong thì mình cứ để ở đây nhé. Thì đi mình cắt đi lên tối thôi. Mấy thứ kia mà nó kiếm động trời động đất nó không thấy ra luôn đấy. Xong phong thủy chế mà năm nay thì phải làm kiểu sang ngày thứ ba. Ngàn một áo các chị ơi, 400 ngàn một bộ nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 82 cho em. 82 cho em, giá 300 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 82 cho em. Quá trời. Chị nào lấy thì các chị chốt 82 cho em. À Nguyễn Mai đi 82. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ. Nguyễn 82 xét. 82 chị nào lấy thì các chị chốt 82 cho em. Mặc thử đi các chị, mặc những cái trend này thử đi, bông hoa kia nhiều rồi. Có hàng này lên mới đẹp thôi. Chị nào lấy thì các chị chốt 82 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ nha các chị nha. Mình hàng ở trên của nó lướt dần xuống ở dưới, giống như là các chị đang đi thiết kế vẽ lại những cái áo ở trên áo vậy đó. Sang lắm. 82 chị nào lấy thì các chị chốt 82 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ các chị ơi. Không thất thật đó hả? Mày qua nha. Không thất thật qua. Chị nào lấy thì các chị chốt 82 cho em nha các chị nha. Giá cho em là 300 ngàn một áo các chị ơi, 400 ngàn một bộ nha các chị. Mày đừng cho nó phối quần nọ áo kia nữa nha nhỏ. Trời ơi. Chua. Đấy thì lên 82 thôi.
73 cho em luôn các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 73 cho em luôn. Giá cho em cũng là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ luôn nha các chị nha. Cho em giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 73 cho em. Nguyễn Hoa 73, Phạm Sen 73, Kim Hương 73, Ngọc Thắm 2 áo 73. 73 nha các chị nha, chị nào lấy thì các chị chốt 73 cho em. Giá cho em là 300 ngàn 73 xét. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 73. Kim Nguyễn Thị Kim 73 xét. Còn 3, chị nào lấy thì các chị chốt 73 cho em. Còn 3 hả? Kim Anh 73. Bên phường 73 còn 1. Chị ơi, màu vàng mía 92 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 92 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ luôn các chị ơi. 92 chị nào lấy thì các chị chốt 92 cho em. Giá cho em là 300 nha các chị nha. Hoàn Tuyến 92. Chị nào lấy thì các chị chốt 92 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ các chị ơi. Chất vải là lụa Thái Tuấn ấn kim nha các chị nha. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 92 cho em. 73 không ấy thì bỏ quả lên đây cho chị cho nó gọn nha. Đây đến 922 áo 92 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 92 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ nha các chị nhá. Để em lên cho các chị luôn một màu này cho em qua mặt. Cái màu đỏ đô mà cặn rượu này nó đẹp quá cho nên lấy luôn cho các chị luôn. Chốt đơn cho em 93, chị nào lấy thì các chị chốt 93 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ luôn các chị ơi. Nguyễn Phúc 92. Để xem đấy luôn đi, đừng ấy luôn nha Tâm, đừng có lấy cái khác lên nữa. 93 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 93 cho em màu đỏ đô. Trời ơi, mai văn siêu siêu sang luôn ấy. Cho em 93 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 93 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ các chị ơi. Mỗi lần cặp cái này muốn khủng luôn. Nó dày. Phải công nhận là cái mần hàng nó đẹp thật sự luôn. Thảo Phương Nguyên 932 xếp. Thật sự là cái này rất là sang. Mặc cái này là đúng là đáng đồng tiền để bỏ ra mặc với mua với giá 300 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 93 cho em. 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 93 cho em. Huyền Bùi 93, Hương Võ 93. Chị nào lấy thì các chị chốt 93 cho em.
Giá cho em là 300 nghìn một áo, 400 nghìn một bộ các chị ơi. Màu này của em ở ngoài là chuẩn màu đỏ đô nha các chị nha. Ai lấy thì các chị chốt phiếu với tay cho em. Thu Minh 93, Như Hà Nancy Lê 93, Nguyễn Sơn 93, Nguyễn Dung 93 xét. 93 các chị ơi, chị Dung Nguyễn 93. Còn hai áo thì nào lấy thì các chị chốt 93 cho em. Nguyễn Tâm 93. Đưa cái bông chân xanh đưa vào trong cho chế luôn không? Đó. 93 em còn một nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 93 cho em. Hồng Nhung 93. Đây 100 nghìn mà lại còn được free ship. Thôi thì mua, không mua nữa thì thôi chị thua luôn ý. 85 cho em, giá 100 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 85 cho em luôn. Giá cho em 100 nghìn một áo 2m, khổ 1m6. Chất này là chất vải chuẩn mango luôn. Free ship cho các chị, ok chưa? Mai lại cứ mời mấy cái này các chị nhất định không mua lại. Mai lại hỏi kim chuyên thôi. Mặc lên là em ơi vải áo mặc giá bao nhiêu, bán 100 nghìn áo. Ui là trời thắng rồi luôn. Nghĩa là chốt trước, chốt lấy chốt để. Ai xin chưa? 85 cho em, giá 100 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 85 cho em. Chỗ này em còn cho các chị khoảng chừng mười mấy áo nữa là sạch sẽ luôn. Không còn mét nào luôn mấy chế ơi. 85 cho em, giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt 85 cho em nha các chị nha. Cánh đồng tuyết 85, Anna Cẩn 85. 85 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 85 cho em. Thanh Lê 85, Chi Nguyên 85, Hòa Nguyễn 85, Thanh Thị 85, Kim Ân 85, Thảo Bùi 85, Hồng Nhung 85, Công Nguyễn 85, Tây Bên 85, Oanh Nguyễn 2 áo 85, Hồng Nguyễn 85, Nguyễn Giang 85, Phương Nguyễn 85 xét, Lê Hương 85 xét, Tâm Minh Võ 85, Nguyễn Tuyến 85, Lily 85, Trần Thủy 85. Này em đến Hoa Văn 85, Thu Mai 85, Hoa Văn rất là xinh, Nguyễn Thị Nhung 85. Đến thử đi con nhỏ ơi. Rồi cái này còn không mấy đứa ơi? Còn không mà treo phí thế vậy? Nè yeah. Cái mềm mềm kia còn không mà treo phí thế vậy thế? À. Ở kia còn mấy cái áo màu gì gì đen đó, còn 2-3-4 áo nó bỏ bên đây đi. Rồi cái này hôm nay bán rồi, giờ tự nhiên lòi ra thêm cái nữa là sao? Các chị lấy thì các chị chốt cho em là đen lá đi. Em chốt giá 100 nghìn cho các chị, em kèm chi phí cho các chị luôn. Ok chưa? Đen lá cho em giá 100 nghìn. Rồi mấy cái kia đưa đây cho chú nè. Đưa cái lập thể đi trước đi. Đây, mẫu này cũng vậy luôn. Bây giờ các chị có còn không? Còn một. Bây giờ các chị ơi, các chị có cần quạt thì các chị em sẽ phối luôn cho các chị luôn. Đưa cho chị cái màu quần kia đây. Xong rồi. Nguyễn Thị Kim Anh 85. Đây, một bộ này mà không đẹp nữa thì thôi luôn á. Cho em 33 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 33 cho em luôn nha. Em có 2 áo thôi đấy, không có nhiều đâu. Đẹp chưa? 33 em có 2 thôi. Yên Nga Nguyễn đen lá. Đưa mấy cái đó lên đây cho chị. Con cứ làm thể ở đây còn máy. Tập thể dưới á. Cái đó đổi qua cái quần màu đen, cái quần màu xám đi, ghê quá.
Mẫu này các chị đóng cho em luôn 36. Em có máy chốt đơn luôn cho em, giá 100.000 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 36 cho em luôn. Em còn 4.000. Giá cho em 100.000 một áo kèm free ship cho các chị luôn nha các chị nha. Trang Nguyễn 36. Cái lá này 36. Cái lá này có ngày hôm qua nó thật xin lỗi với các chị chứ không đủ hàng để bán luôn á. Đây. Giá cho em 100.000 luôn, chị nào lấy thì các chị chốt 46 cho em luôn. Dương Minh Đào 36 2 áo. Đấy. Còn đúng. Cái này còn không? Còn sao treo có 4 áo? Có 27. 46 cho em luôn nha các chị nha. 36. Cho em giá 100 nè. Trần Thúy 36. Nguyễn Linh 36. Đây. Quả người ta đẹp lồng lộp như vậy. 45 cho em luôn. Chốt đơn cho em giá 100.000 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 45 cho em luôn. Màu xám lâu lâu mới có một cái lô mà lập thể màu xám như vậy. Các chị lấy thì các chị ơi. 28 áo. Hàng Tho 46, cánh đồng tuyết 46. Ngọc Thắng 46, 2 áo. Còn 1. Nguyên Vĩ 46. Thế. 45, có 28. Ủa? 28 áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 45 cho em. Lâu lâu cứ có một cái lập thể 45 như vậy. Quang Đạt 45. Nguyễn Phượng 45. Thảo Vi Lê 45. Nay đây 45. Phương Nguyễn 45 xếp. Thảo Bùi 45. Tư Tư Mắn 45. Nguyễn Thị 45. Như Nguyễn 45. 45 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 45 cho em nha. Giá cho em có 100.000 thôi các chị ơi. Giá cho em có 100.000 một áo thôi các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 45 cho em. 45, Kim Chi 45. 100.000 một áo 2 mét của 1 mét 6. Tân Sơn 45, Hoa Hứa Diêu 45. Con nhí này không các chị? Fashion. Nhí quốc thần. Thật sự là nhìn, ôi trời ơi, càng đến gần thì càng không nhìn thấy cái gì luôn. 76 cho em luôn các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 76 cho em luôn. Giá cho em 100.000 một áo 2 mét của 1m6 nha các chị nha. Chất vải của em là chuẩn lụa mịn cho các chị luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 76 cho em. Giá cho em 100.000 một áo 2 mét của 1m6 các chị ơi. Anna Nhung 76, Phan Thị Kim Phương 76. Phương Nguyễn 76 xếp. Bảy mươi sáu cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 76 cho em nha. Giá cho em 100.000 một áo 2 mét khổ 1m6 các chị ơi. Còn đưa cái lập thể đấy cho chị luôn. Đinh Hồng Châu 76. Không liên quan gì luôn á. Theo cái nào đáng treo để đáng cho hết chứ không phải treo lên xong còn được vài cái thì mất công thì mất khóc nữa. Mỗi ngày em còn số lượng cũng nhiều lắm đấy các chị, còn đến 40 áo lận. Chốt đơn cho em giá cũng 100.000 cho các chị luôn. Em kẹp free ship cho các chị luôn. Màu vàng đồng sang lắm các chị ơi.
Nguyễn Thị Mai 76. Cho em 87, chị nào lấy thì các chị chốt 87 cho em. Giá cho em 100.000 một áo 2m, khổ 1m6. Vải có độ co giãn, không cần phải lót và phi ship cho các chị luôn. Cứ vậy mà mua về và mặc thôi các chị mình ơi. 87 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 87 cho em. Giá cho em 100.000 một áo các chị ơi. Đào Thiên Toàn 87. Duy Nguyên 87. Tám Dương 76. Võ Phượng 87. 87, chị nào lấy thì các chị chốt 87 cho em. Giá cho em 100.000 một áo nha các chị nha. Dương Nguyễn 87. Chi Nguyễn Thị Kim 87. 100 các chị mình ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 87 cho em. 100.000 một áo 2m của 1m6. Chi ân cho các chị cuối like có hai mẫu này. Một là mẫu màu nâu tây, hai là mẫu màu xám. Giá chốt đơn cũng 100.000 luôn. Kèm free ship cho các chị luôn. Đưa cái mẫu kia cho chế luôn đi. Đừng treo bạch cổ nữa. Thế kìa. Mới lôi ra cho một đống cái kia lại. Cái màu nâu tây với màu xám. Không treo nữa nha. Không phải xuống xong rồi là được về. Đó là ở dưới nhà. Cứ vậy mà treo lên. Treo vô tội vạ luôn nhá. Nguyễn Linh 87. Lý Minh Hòa 87. Chế kia đấy nói là mình ngồi ngay trong cái micro mà cứ ngồi cắn chặt chưa nhỏ này. Đưa cái quần màu nâu tay đây cho chị nào. Thiếu quần màu vàng không? Đưa cái quần màu da đây cho chị nào. Em có hai màu là màu nâu tây và màu xám. Em chốt đơn cho các chị giá 100.000 một áo kèm free ship cho các chị luôn. Đơn 2/87. Đưa màu đó đây. Các chị ơi, em có màu nâu tây và em có màu xám. Chị nào lấy thì các chị chốt nâu tây cho em. Và chị nào lấy thì các chị chốt xám cho em nha. Giá cho em 100.000 một áo. Đấy không? Chế phối cái quần này vào cái tự nhiên các chị thả like quá trời luôn. Em có hai màu, chị nào lấy thì các chị chốt cho em. Nói trước nha. Hàng này một khi mà mai mốt mà hết rồi mà đến lượt em mặc là các chị hỏi đến nó không còn là ráng chịu á. Giá 100.000 kèm free ship cho các chị. Không xuồng xước đường chỉ, co giãn thoải mái, không ngăn không gì hết. Chốt đơn cho em giá 100. Về may áo dài, may áo đầm cũng được luôn. Và đặc biệt may sơ mi rất là đẹp luôn. Nâu tây giá 100. Nâu tây set Jessica V nâu tây. Nâu tây giá 100 và xám giá 100 nha các chị nha. Jessica V xám, em Duyên Nguyễn xám. Trần Mỹ Lệ nâu tây. Lê Yến nâu tây, Mai Lê nâu tây hai áo. Thùy Trang nâu tây, Trần Trúc xám. Trang Nguyễn nâu tây. Hồng Hạnh nâu tây xét. Dương Minh Đạo nâu tây 2 xét. Phương Diệu nâu tây xét. Cánh Đồng Tuyết xám. Thanh Lê nâu tây. Nguyễn Thị Kim Anh nâu tây xét. Thúy Lưu nâu tây xét. Em có nâu tây và em có Nguyễn Hương nâu tây. Các chị mặc cái này mà một trai đi lễ là vô cùng đẹp luôn.
giá cho em 100.000 một áo, 200.000 một bộ thôi các chị ơi. Cái bình hàng của nó lượn sóng như vậy thì các chị mặc vào cái người của các chị rất là nhỏ, cực kỳ nhỏ luôn, xinh lắm. Giá cho em 100.000 một áo nha các chị nha, 200.000 một bộ thôi các chị ơi. Mua trực tiếp đơn hàng trên live thì bên em mới hỗ trợ giá này cho mình, còn nếu mua online là không có hỗ trợ giá này và cũng không có hỗ trợ phí ship cho mình luôn nha. Hôm nay lấy nữa em nghỉ, hẹn gặp lại các chị vào livestream tối nay cho các chị nhá. Ai giờ ba giờ rồi bảo cho các con mấy cái hàng mà hôm nãy chị chỉ ở cái phía trong góc đây này.